Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 101, Hồng Nhan Sương Khô Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, tựa như bị đông cứng lại. Người ta thường mặt đỏ tim đập khi bị nhắc đến, nhưng người trước mắt lại không có chút gì mập mờ, chỉ có ánh nhìn xuyên thấu đầy quẫn bách và nguy hiểm. Hỏa Yến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn hắn, thiếu niên trình lý tố thoáng chốc biến mất, thay vào đó là nụ cười bình thường, gọi sao cũng được, đô đốc vui là tốt rồi. Hòa tuy, giáo ý cửa thành, con gái ông ta chắc chắn sẽ gia nhập quân đội. Hắn nhìn chầm chầm Hòa Yến, cười mà như không cười. Hòa đại tiểu thư thật gan giả. Người này, Hòa Yến thầm nghĩ, đã biết cả tên Hòa tuy, rõ ràng là đã điều tra kỹ từ lâu không phải chỉ vì sự việc ở tôn phủ từ sau kinh đến đây dù dùng bồ câu đưa tin cũng mất hơn một tháng tiêu giác đã nghi ngờ nàng từ sớm sao vì lý do gì thiếu niên cười nói không ngờ đô đốc lại để ý đến ta như vậy thật là xấu hổ hỏa yến không hề bối rối dù có bất ngờ cũng chỉ thoáng qua đến bây giờ khi bị vạch trần thân phận nếu là nữ tử bình thường chắc chắn sẽ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi nhưng người này ngược lại dường như chẳng để tâm tâm trí mạnh mẽ hơn cả nam nhân có lẽ vì thế mà từ kinh thành đến lương châu nàng có thể ở lại lương châu vệ lâu như vậy mà không ai phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng tiêu giác nhận được mật tín từ sóc kinh thật khó tin quả thật có một đứa con tên hòa yến nhưng là nữ nhi không phải nhi tử ông ta còn có một tiểu nhi tử tên hòa vân sinh nửa năm trước hòa yến bị tặc nhân hại chết trên một chiếc thuyền ở sông xuân lai xác chưa được tìm thấy thời điểm đó chính là khi hỏa yến gia nhập quân ngũ nhưng một nữ tử gia nhập quân ngũ có thể giấu giếm một ngày hai ngày mà không bị phát hiện đã là khó nửa năm trời bình yên vô sự thì hoặc là người xung quanh mù lòa hoặc là người này ngụy trang quá tốt tiêu giác không phải kẻ mù nghĩ kỹ lại hắn cảm thấy hỏa yến quả thực che giấu rất giỏi sinh thanh tú dáng người nhỏ nhắn nhưng không ai liên kết nàng với nữ tử bởi vì nữ tử bình thường không thể nào không câu nệ tiểu tiết như vậy, hơn nữa, võ công của nàng ở Lương Châu vệ thuộc hàng số 1 số 2. Đến Lương Châu vệ làm gì? Hỏa Yến suy nghĩ nhanh chóng, đáp tại sóc kinh phạm tội, bị bắt thì chỉ có con đường chết, không còn lựa chọn nào khác nên phải nhập ngũ. Chuyện gì? Người này đến bây giờ còn không tin nàng, rõ ràng đã điều tra xong hết. Hỏa Yến thở dài, có một công tử nhà giàu ngấp nghé ta, bắt ta lên thuyền muốn cưỡng ép làm thế. Không may lúc đó có thích khách đến giết hắn, ta còn sống nhưng không thể giải thích rõ ràng, người khác có thể nghĩ ta cùng thích khách là một bọn. Không còn lựa chọn nào khác, ta chỉ có thể nhập ngũ. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng Hỏa Yến nói rất chân thành. Tiêu giác suy ngẫm nhìn nàng, ngấp nghé mỹ mạo của ngươi, lòng người. Dù sao không phải ai cũng có ánh mắt cao như đô đốc. Nàng cười nhưng trong lòng không vui. Tiêu giác gật đầu, thì ra là vậy. Lời của hỏa yến nửa thật nửa giả, biết rõ tiêu giác khó lừa, nàng cũng không nghĩ hắn lại dễ dàng tin tưởng, không ngờ hắn không tiếp tục câu chuyện này. Người đêm khuya xuất hành là vì chuyện gì? Ánh mắt hắn lướt qua hỏa yến, mùi máu tanh khó che giấu, trên giường cũng ngúm một vệt đỏ nhạt. Người này biết nàng bị thương, nhưng không có chút thương tiếc, cứ chất vấn, nắm cổ tay nàng không buông. Trong mắt tiêu giác, nam nhân nữ nhân đều như nhau ta đã giết thị vệ viên bảo chấn. Nàng nói. Một lát sau, tiêu giáp nhớ mày. Vì sao? Đồ đốc không ở phủ mấy ngày, viên bảo chấn luôn đến gặp ta, ta cảm thấy hắn nghi ngờ ta. Sau đó ta nghe trộm họ nói chuyện, dừng lại một chút, hỏa yến tiếp tục, họ nghe lệnh của một người tên từ tương, muốn lấy mạng ngươi. Giả yến cũng do họ chuẩn bị. Ngươi nói từ tương. Tiêu giáp nước mắt nhìn nàng, đôi mắt sáng lên sự hứng thú khác thường hỏa yến nhún vai đúng vậy ngươi có thể suy nghĩ xem có đắc tội với ai tên tử tương không tối nay ta bị lạnh tỉnh sau khi tỉnh lại không thấy các ngươi đâu cửa sổ mở ta đóng cửa sổ thì thấy có người lướt qua người đó dẫn ta tới thiên viện bỏ hoang của tôn phủ chính là thị vệ viên bảo trấn hắn muốn lợi dụng ta để ép ngươi làm con tin hỏa yến lắc đầu nhưng ta không phải trình lý tố đô đốc sẽ không vì ta mà thúc thủ chịu trói nếu đô đốc vì rất hậu hoạn mà bắn chết ta thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, ta không thể rơi vào tay hắn, ta đấu một trận ác liệt với hắn, cuối cùng giết chết hắn. Hỏa Yến chỉ vào mình. Thành ra bộ dáng này. Dù nàng nói nhẹ nhõm, nhưng bị thương, sắc mặt đã khó coi, sức lực cũng cạn dần. Có thể giết thì về viên bảo chấn mà vẫn sống, người thực sự có bản lĩnh. Ta cũng nghĩ vậy, Hỏa Yến miễn cưỡng cười. Vậy đô đốc, ta có đủ tư cách vào cửu kỳ doanh chưa? nàng thực sự không che giấu khát vọng muốn vào cửu kỳ doanh. ngươi nghĩ mình có thể vào cửu kỳ doanh? tiêu giác hỏi lại. đương nhiên, hơn nữa ta đã giúp ngươi trừ họa lớn, đồ đốc, ngươi cũng nên ban thưởng cho ta. tiêu giác không những không giận mà còn cười, buông tay hỏa yến, nhìn nàng chào phúng. ngày mai đưa ngươi về sóc kinh, đó là ban thưởng của ta. không được, hỏa yến ngồi thẳng người, động đậy vết thương đau nhói nàng nói ta không thể trở về sóc kinh trở về đó người nhà họ phạm sẽ không bỏ qua cho ta đô đốc người nhẫn tâm để một người tốt bị oan vào tù sao nhẫn tâm hỏa yến ngươi không thể làm vậy ngươi không có tư cách thương lượng với ta hỏa yến nói nhiều như vậy cảm thấy choáng váng sợ nói thêm gì nữa cũng không chịu nổi vết thương trên người chưa xử lý nàng nói ngươi sẽ hối hận ta sẽ hối hận vì điều gì nếu bị ngươi đưa về sóc kinh ta sẽ không cần che giấu thân phận nữa người khác sẽ biết có một nữ tử ở lương châu vệ họ sẽ đoán ra chuyện gì xảy ra hỏa yến mỉm cười ta chỉ có thể nói với họ rằng ta và đô đốc ngươi có quan hệ đặc biệt tiêu giác nghe vậy bình thản nói sao lại đặc biệt đặc biệt ở chỗ ta biết trên lưng đô đốc có một nốt ruồi son lời này vừa nói ra trong phòng lập tức yên lặng chỉ có tiếng sấm nhỏ ngoài cửa sổ và mưa thu rơi tí tách trên đất. Tiêu giác chậm rãi quay đầu nhìn nàng, trong mắt dần dần hiện lên vẻ giận dữ. Thiếu niên với vẻ vô lại, khóe miệng cười, khuôn mặt tái nhợt nói lúc ngươi tắm. Ta nhìn thấy ngay, trách là trách đồ đốc phong thái mê người, ngay cả nốt ruồi son trên lưng cũng đáng nhớ. Trong thiên hạ lại có nữ tử như vậy sao? Tiêu giác không thể tin nổi, nhưng thấy Hỏa Yến nói xong câu đó, dường như không thể chịu đựng nổi, nhưng đầu và ngất đi. Ngoài cửa vang lên tiếng của Phi Thiếu ra. Tiêu giáp nói. Vào đi. Tiện tay kéo tấm đệm trên giường nệm trên giường ném lên người Hỏa Yến, che lại. Phi tiến vào, không nhìn về phía Hỏa Yến, chỉ nói. Tại thiên viện tôn phủ tìm thấy thi thể thị vệ của viên bảo chấn, chết bởi mai hoa tiêu của chính hắn. Tiêu giáp nói. Đã biết. Như vậy, chuyện này Hỏa Yến không nói sai trong phòng mùi máu tanh nồng nặc không thể lờ đi, Phi Nô do dự một chút, mới hỏi. Thiếu gia, Hòa Yến bị thương. Khi biết Hòa Yến là nữ tử, Phi Nô cực kỳ kinh ngạc. Trừ dáng người và tướng mạo, Hòa Yến từ đầu đến chân không có chút nào giống nữ tử. Nhưng nữ tử này lại giết chết thị vệ thân tín của viên bảo Trấn người thị vệ đó võ công cao cường, đặc biệt giỏi dùng độc. Tổn thương không nhẹ, thiếu gia hiện định xử lý nàng thế nào? Phi Nô hỏi tiêu giác dừng lại một chút nói ngươi bây giờ đi tìm y nữ tới phi nô hơi kinh ngạc lời của tiêu giác có nghĩa là muốn cứu hòa yến thiếu gia đã xác định nàng không phải người của tử tương có vẻ không phải tiêu giác nói từ kính phủ khinh thường nữ nhân chuyện quan trọng chắc chắn không để nữ tử tham gia theo mật tín từ sóc kinh hòa gia không liên hệ với từ kính phủ tuy nhiên hắn trầm ngâm vẫn nên cẩn thận phi nô gật đầu thuộc hạ sẽ đi tìm y nữ. Sau khi Phi Nô rời đi, tiêu giác nghiêng người, nhìn về phía hỏa yến trên giường. Không giống người của từ kính phủ, không có nghĩa là nàng không có điểm đáng ngờ. Một cô nương 16 tuổi, sinh ở nhà giáo ý cửa thành, dù từ nhỏ tập võ, cũng không thể trở thành chắc tuyệt như vậy, ở lương châu vệ không ai địch nổi. Người bình thường không thể có tâm trí như vậy, trà trộn trong quân doanh. Nam nhân còn không chịu nổi khổ, nàng chưa từng phàn nàn nếu chỉ vì chuyện phạm thành mà gia nhập quân đội khó tránh khỏi có chút gượng ép. hướng chi nàng còn khát khao muốn vào cửu kỳ doanh. nước mưa giả dích không ngừng, thiếu nữ mặt trắng bệch, lúc trở về thấy vết thương trồng chất, đặc biệt là vết đau sâu và dài trên lưng, nàng không kêu đau, dù lúc này thể lực cản kiệt mà ngất đi, khóe môi vẫn vỉnh lên, dáng vẻ thiếu niên vô lại. trên đời lại có nữ tử như vậy, lợi hại, đáng giận, rào hoạt, vô sỉ. tiêu giác đóng cửa sổ quay người rời đi hỏa yến tỉnh dậy trời đã sáng nàng nằm trên giường như mọi khi y phục đã được thay hỏa yến ngồi dậy vô ý thức ven áo trong thấy bên hông quấn vải trắng vết thương giao đấu với đinh nhất đêm qua đã được băng bó kỹ nhớ lại nàng nhớ đến sự việc đêm qua lúc đó nàng đối chọi với tiêu giác lấy nốt ruồi son trên lưng tiêu giác để áp chế tiêu giác rất tức giận sau đó nàng không biết đã xảy ra chuyện gì và ngất đi nhưng bây giờ nàng sờ lên đầu búi tóc vẫn còn y phục là của nam chuyện nàng là nữ vẫn chưa bị người khác biết tiêu giác định giữ bí mật cho nàng hỏa yến thở phào nhẹ nhõm nhìn xung quanh không thấy phi nô và tiêu giác hai người này không lẽ biết nàng là nữ nên đưa nàng vào tôn phủ mà mặc kệ hỏa yến muốn xuống giường khẽ động từ ngực lăn ra một bình nhỏ cổ dài mở nắp bên trong là một ít dược hoàn màu đen bên giường còn có tờ giấy viết tỉnh lại uống thuốc nét chữ sắc bén và mạnh mẽ rất đẹp hỏa yến nhận ra ngay đó là chữ của tiêu giác năm đó ở hiền sương quán tiêu giác đứng đầu mọi thứ ngay cả văn chương cũng được treo ở cửa học quán để người thưởng thức hỏa yến ấn tượng sâu sắc từng lén bắt trước nhưng không viết được như tiêu giác nên từ bỏ tiêu nhị công tử để lại tờ giấy muốn nàng uống thuốc xem như tương đối bình thản tạm thời không có chuyện gì xảy ra hỏa yến nghĩ ngợi đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan sát bản thân kỹ lưỡng nếu muốn bảo vệ thân phận nữ không bị vạch trần hạ nhân tôn phủ không thể biết vậy ai đã thay y phục và băng bó cho nàng tiêu giác không thể vậy là phi nô dù nàng tòng quân nhiều năm không quá coi trọng chuyện da thịt như nữ nghi bình thường nhưng nhớ lại vẫn có chút không tự nhiên như thể bị người chiếm tiện nghi bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích người ta có lòng tốt nàng xuống giường mang giày vào mở cửa ra ngoài xem vừa ra khỏi cửa hỏa yến cảm thấy có chút không đúng vì chuyện thích khách trong giả tiệc tôn gia hạ nhân tôn phủ bình thường không thể tiếp cận phòng của hỏa yến nhưng vẫn có nha hoàn quét dọn từ xa nhưng hôm nay lại không thấy một ai nhìn xa xa như thể cả tôn phủ vắng vẻ tiêu giác dù muốn mặc kệ nàng toàn bộ phủ đệ tôn phủ lại không có ai xảy ra chuyện gì hỏa yến không hiểu quyết định đi ra ngoài nàng vượt qua hoa viên đến chính viện thấy nhiều binh sĩ mặc giáp đỏ vây quanh chính đường nha hoàn và sai vặt ngồi thành hàng tôn tường phúc phụ tử bị vây giữa viên bảo trấn đứng một bên rằng co với tiêu giác nàng chỉ ngủ một giấc dậy sao lại đánh nhau hỏa yến trầm tư nhìn tiêu giác ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến hỏa yến nhớ đến sự việc đêm qua xấu hổ nhưng nghĩ rồi kiên trì giả giọng vui vẻ của trình lý tố kêu cứu cứu bầu không khí căng thẳng lập tức bị tiếng cứu cứu của nàng cắt đứt mọi ánh mắt đều hướng về nàng viên bảo trần ánh mắt lóe lên trình công tử ngươi thấy sao hỏa yến lúc này mới nhận ra mình không buộc phải nhưng không quan trọng đinh nhất đã chết nàng bị tiêu giác vạch trần thân phận nữ tử tiêu giác tìm được người hành thích giờ là lúc tính nợ nàng là kẻ nhỏ bé không thể lay chuyển đại cục hỏa yến gãi đầu mơ màng trả lời có đúng không hình như ta thực sự có thể thấy ta thật là người được ông trời phù hộ. Nói dối như vậy, quá qua loa, nhưng lúc này cũng không ai dám chất vấn nàng. Viên bảo trấn mơ hồ nhận ra điều gì, hỏi. Trình công tử có từng thấy thị vệ của ta? Chưa từng, Hỏa Yến nói, chẳng lẽ viên ngự sử không thấy thị vệ? Nàng cười tùm tìm, khó đoán được tâm tư, viên bảo trấn cảm thấy bất an. Đinh nhất rời đi đêm qua, đến sáng sớm nay không trở về, chắc chắn đã xảy ra chuyện trước đó hắn và đinh nhất từng tranh chấp đinh nhất muốn dùng trình lý tố để uy hiếp tiêu giác nhưng viên bảo trấn cảm thấy bây giờ không phải lúc họ tan giã không vui nhưng đinh nhất nghe lệnh từ hòa như phi hắn không làm gì được nếu đêm qua lén ra ngoài chắc chắn vì trình lý tố hiện tại trình lý tố đang bình yên đứng ở đây thậm chí mắt không dị dạng mà đinh nhất biến mất viên bảo trấn trong lòng trầm xuống cảm giác không ổn tiêu giác sáng sớm cho người vây quanh tôn phủ càng khiến người ta bất an. Người này làm việc, thật khó lường. Không nghe viên bảo trấn trả lời, hỏa yến không vội, di chuyển đứng cạnh tiêu giác, trước nịnh nọt cười với tiêu giác, sau đó nhỏ giọng hỏi Phi Nô, Phi Nô đại ca, đây là đang diễn vở nào vậy? Phi Nô nhìn hỏa yến cười như bình thường, tôn trọng sự trầm tĩnh của nàng hơn. Đêm qua xảy ra sự việc lớn như vậy, thân phận bị vạch trần, nàng vẫn điềm nhiên như không có gì, khiến người ta bội phục. Phi Nô chưa trả lời, Tôn Tường Phúc đã mở miệng, sắc mặt khó coi, cố gượng cười. Đô đốc, ngài hành động lần này là ý gì? Có phải Tôn Phủ chúng tôi làm gì sai, chọc giận đô đốc? Tôn Lăng đứng cạnh Tôn Tường Phúc, ánh mắt nhìn tiêu giác đầy hận ý, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đầy khí phách. Không sai. Viên Bảo Trấn vuốt râu trầm ngâm. Đô đốc, ngài đây là từ đâu đến binh? Bệ hạ bây giờ nghiêm cấm tư đóng quân ngựa, ngài nếu bất mãn với Tôn Chi huyện, cũng không thể dùng cách này để hạ giận. Hỏa Yến nhướng mày, lời này thâm độc, gán cho tiêu giác hai tội danh, từ đóng quân ngựa và công báo tư thù, thật là lợi hại. Tiêu giác nghe vậy, mỉm cười. Viên ngựa xử lo lắng quá, đây là binh ta mượn từ hạ lăng quận. Tội tư đóng quân mã ta không đảm đương nổi, tội nói xấu mệnh quan triều đình, không biết viên ngựa xử có chịu được. Hạ lăng quận binh, viên bảo chấn thân thể cứng đờ, sao có thể? đội trưởng binh sĩ hồng y nói ta phụng mệnh hạ lăng quận trưởng đến hiệp trợ đô đốc và ngự sử điều tra lương châu chi huyện về một án mưu hại quan quyến mưu hại quan quyến tôn tường phúc nghe xong vô thức kêu oan khóc nói đô đốc oan uổng thích khách trong phủ không liên quan đến ta ta không biết chuyện gì xảy ra này không thể lung tung oan uổng người hơn nữa tiểu công tử hiện tại mắt cũng đã thấy lại này không thể vì tức giận mà lung tung bắt người hà quan oan uổng hà quan oan uổng. Hắn kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, tiêu giác chỉ mỉm cười. Ai nói quan quyến chỉ là trình lý tố? Không phải trình lý tố, mọi người, kể cả hòa yến, đều sừng sốt. Đúng lúc này, từ ngoài viện truyền tới giọng nữ thanh thoát. Ta mới là người bị mưu hại. Bên ngoài viện bước vào hai người, một là thị vệ xích ô của tiêu giác, người còn lại là tiểu cô nương mặc váy ngắn màu ấm, đôi búi tóc, mắt ngọc mày ngài, đáng yêu, không ai khác ngoài Tống Đào Đào. Tống Đào Đào dưới sự bảo vệ của Sích Ô, đến trước mặt tiêu giác, mắng Tôn Tường Phúc và Tôn Lăng, ta là nữ nhi dòng chính của Phó Đô Ti Nội Thị Tỉnh, các ngươi dám bắt người bên đường, nếu không gặp tiêu nhị công tử và trình thiếu ra cứu giúp, không biết sẽ ra sao. Vạn hoa các người đều bị tiêu nhị công tử bắt, nhân chứng vật chứng đều có, xem các ngươi làm sao chống chế. Chờ ta trở lại sóc kinh, ta sẽ nói việc này với cha ta, các ngươi sẽ rơi đầu tiểu cô nương này nhìn ngọt ngào, nói chuyện lại rất có khí thế. Nghĩ đến cũng là hận tôn lăng, nếu không có hắn, nàng sẽ không lưu lạc đến vạn hoa các, chịu đau khổ, suýt nữa bị bẻ gãy ngón tay. Nếu không có đêm ấy hỏa yến ngẫu nhiên gặp và cứu ra, tiểu cô nương này có lẽ đã bị tôn lăng trà đạp. Tôn tường phúc và tôn lăng mặt tái xanh. Mưu hải quan quyến, nếu nói là tiêu giác và trình lý tố, họ còn có thể dẫy dụa, dù sao thích khách đều chết, không có chứng cứ nào chứng minh liên quan đến họ. Nhưng ai ngờ tiêu giác lại tìm đến tiểu cô nương này. Ai có thể nghĩ tôn lăng bắt cô nương này lại là nữ nhi quan lớn ở Kinh Thành. Những năm qua, tôn lăng làm bao chuyện ác, bắt cô nương từ trời Nam Biển Bắc, có đại hộ nhân gia hoặc quan gia nữ nhi. Đến Lương Châu như châm vào biển cả, mất đường ra. Nơi này bị tôn tường phúc và tôn lăng che trời nhiều năm, không thấy ánh sáng. Dù là nhà nghèo khổ hay cẩm y ngọc thực thiên kim, đến đây đều như nhau hỏa yến nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu giác không nhịn được thầm vỗ tay trong lòng tiêu nhị công tử mấy ngày nay thần long thấy đầu không thấy đuôi hóa ra là làm chuyện này lúc ấy nàng tưởng tiêu giác đưa tống đào đào đi để bảo vệ bây giờ xem ra không phải vậy nếu tiêu giác mang tống đào đào theo để ở tôn phủ dù tôn lăng nhận ra cũng không dám làm gì hắn đưa tống đào đào đi để tôn ra phụ tử không nghi ngờ giờ tống đào đào xuất hiện trở thành bằng chứng quan trọng nhất để định tội tôn tương phúc. Cái này, đây đều là hiểu lầm, đô đốc, ngài nghe ta giải thích. Tôn tường phúc đã tôn lăng quỳ xuống, mắng. Con bất hiếu, ngươi chọc ra chuyện lớn như vậy, làm sao bây giờ? Mau thỉnh tội với đô đốc, tôn tri huyện quỳ nhầm người. Tiêu giác bình thản nói. Ta không phải giám sát ngự sử. Hắn nhìn viên bảo Trấn chậm rãi nói. Viên ngự sử đến Lương Châu nhiều ngày, kiện cáo này đều không rõ ràng, bị người biết, sẽ quy ngươi tội không làm tròn trách nhiệm, đến lúc đó, lão sư của ngươi cũng không cứu được. Viên bảo chấn tức giận muốn thổ huyết, nhìn tiêu giác, đô đốc trẻ tuổi mình cười, ánh mắt khoan thai, đầy ác ý. Hắn không nhầm vào mình, mà nhầm vào tôn tường phúc. Nhưng điều này thực sự ác liệt hơn, vì lão sư hắn, từ kính phủ, muốn không phải cục diện này. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đây không chỉ là một nắm gạo, mà là kho lương đều trống rỗng. Đinh Nhất mất tích, một mình hắn làm sao đối phó với tiêu giác hùng hổ. Tống đào đào khí thế hùng hổ nhìn tôn ra, hòa yến suy nghĩ, lời của tống đào đào có lẽ chỉ được tôn lăng, nhưng chưa chắc chỉ được tôn tường phúc, cấp trên có người bảo hộ, tôn tường phúc không phải hoàn toàn không có đường sống. Tiêu giác ra tay, sẽ để lại đường sống sao? Hòa yến không nghĩ vậy. Đồ đốc, ngài nghe chúng tôi giải thích, hạ quan thực oan uổng. Tôn tường phúc kéo tôn lăng khóc lóc việc liên quan đến bản thân, viên bảo trấn khó khăn mở miệng. Đồ đốc, có lẽ trong đó thực có hiểu lầm. Tiêu giác nhìn hắn cười mà như không cười, một lát sau, gật đầu nói. Đi thiên viện. Đi thiên viện, đi thiên viện làm gì? Nghe vậy, tôn tường phúc và tôn lăng sắc mặt đại biến, như muốn té xỉu. Binh sĩ giáp đỏ áp dài tôn tường phúc phụ tử, cùng những người khác đến thiên viện. Đêm qua mưa rửa sạch bụi đất, viện tử vốn tĩnh mịch thanh u, giờ lại tràn ra hoang vu thê thảm. Hỏa Yến nghiêng đầu nhìn phòng bên cạnh, cửa đóng kín, nghĩ đến đêm qua trên bàn dưới bàn đầy Phật tượng, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng tiêu giác dẫn họ đến đây để làm gì? Viên Bảo Trấn cũng không hiểu. Đô đốc muốn, đào sâu ba thước, để đại ngự sử xem dưới đất có gì. Hắn cười, nhưng thần sắc hờ hững, ngữ khí bình tĩnh, phân phó binh sĩ. Đào. Binh sĩ tuân lệnh từ tôn phủ tìm quốc liềm đào đất. Tôn tường phúc phụ tử thấy cảnh này, không kiên trì nổi, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, mặt xám như cho. Tống đào đào nhỏ giọng hỏi hỏa yến. Dưới đất có gì vậy? Phòng đầy Phật tượng, cửa rán phù chú, trong viện hoang vu cỏ dại ôm tùm, hỏa yến nghiêm túc đứng lên, đoán được phần nào. Nàng không nói gì, thực sự không biết nói sao. Dây lát, có người nói. Đô đốc, nơi này có phát hiện là một thi thể nữ bị bọc trong chiếu, vóc người nhỏ bé, thoạt nhìn còn nhỏ hơn tống đào đào, y phục mục nát, lộ ra xương trắng, không biết ban đầu đáng thương hay đáng yêu thế nào. Tiếp tục, tiêu giáp nói. Không bao lâu, lại có người nói. Nơi này có thi thể. Cũng là một thi thể nữ, tóc dài, vừa chết không lâu, lờ mờ thấy được mặt mày phong tình, khi còn sống động lòng người. Bộ thứ ba, thứ tư, thứ năm. Càng về sau, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng đào đất yên lặng. Không khí như chết yên tĩnh, khó tưởng tượng dưới mặt đất thiên viện chứa nhiều thi thể. Sân đầy vải trắng che kín người chết, không chỗ để, đành phải trồng chất. Dưới mặt đất hoang vu thiên viện, mai táng vô số hồng nhan xương khô, có thể là ôn nhu bán hoa nữ, cũng có phong tình vợ người. Ở đây, dù giàu nghèo, cao thấp, đều hóa thành bùn, trồng chất thành núi thây. Đây đều là cô nương bị tôn lăng bắt chiếm, sau đó sát hại khi sống gặp đại hỏa, chết không yên ổn, ác nhân trồng chất Phật tượng phù chú, chân áp và chớ chú họ. Trường Minh đang vĩnh viễn chập chờn đối với cuộc đời những cô nương này, như vĩnh giả, không có ánh sáng. Hỏa Yến hít sâu một hơi. Tôn tường phúc phụ tử làm ác, trời không dung, thần giận bỏ qua, chết có thừa. Trường 102, Thừa Phong. Trong viện hoang, dưới lớp bùn đất, vô số bộ xương trắng bị che giấu tống đào đào không dám nhìn tiếp quay mặt sang chỗ khác lòng đầy kinh hoàng và không hiểu nổi cuối cùng một thi thể được truyền ra cả viện không còn chỗ đặt chân dù là binh sĩ quận hạ lăng đã chứng kiến nhiều cảnh thảm nhưng khi thấy cảnh này cũng không khỏi dùng mình cái này cái này viên bảo trấn cũng không thốt nên lời viên ngự sử muốn nói gì tiêu giác chậm rãi lên tiếng hay trong lòng ngự sử vẫn nghĩ đây là hiểu lầm làm sao có thể hiểu lầm được không đợi viên bảo trấn nói, Hòa Yến đã nói trước, đây chính là nhà của Tôn Chi huyện. Nếu nói có người lừa Tôn Chi huyện để chôn xác nữ ở đây, một hoặc hai xác còn dễ hiểu, nhưng cả chục, thậm chí cả trăm xác thì sao? Chẳng lẽ cửa lớn của Tôn gia làm bằng giấy? Tôn Chi huyện nuôi gia đinh hộ về toàn là người điếc, mù hay sao? Tôn Tường Phúc mồ hôi tuôn như mưa, không biết Tiêu Giác làm sao biết được vụ này dưới đất, cắn răng một lát, biện minh những cái này chỉ là gia đình của quý phủ phạm tội, bị đánh chết rồi chôn ở đây. Đại hộ nhân gia thường có việc này. Hỏa Yến cười lạnh, ta cũng đến từ đại hộ nhân gia, nhưng đại hộ nhân gia không có hành vi tàn bạo như ngươi. Nếu nói là gia đình phạm tội, xin tôn chi huyện xuất trình thân khế của họ, và giải thích rõ lý do bị đánh chết. Hơn nữa, trên mặt đất này, tất cả thi thể đều là nữ. Tôn chi huyện, tất cả những người này đều là tiểu tỳ trong phủ của ngươi người chỉ là một chi huyện thất phẩm, trong phủ có hơn trăm tiểu tỳ, nói đánh chết là đánh chết, người thật uy quyền hơn cả bệ hạ. Lời đến cuối, mắt sắc và giọng điệu đều trở nên lạnh lùng, làm người khó chống đỡ. Nghe xong lời này, tôn tường phúc vội quỳ xuống dập đầu, khóc lớn. Không có, không có, hà quan oan uổng, hà quan oan uổng. Hắn cứ lặp đi lặp lại mấy lời này, nhưng không thể giải thích vì sao oan uổng, rõ ràng thế cục đã mất. Trong lòng Hòa Yến vẫn còn giận, cảm thấy người trước mắt này thật đáng hận. Đêm qua khi nàng giao thủ với Đinh Nhất, hắn từng nói trong mỗi bức tượng Phật trong nhà kia đều có một người chết, nàng khi đó nghĩ hắn chỉ dọa mình, nhưng giờ nhìn lại, đó là sự thật. Thật hoang đường đến mức nào. Tôn Lăng phụ tử tại Lương Châu làm nhiều việc ác, bắt vô số nữ tử, nếu không hài lòng, thậm chí chỉ vì chán, dễ dàng lấy đi mạng sống của các nàng. Có thể chôn ở hậu viện Tôn gia đã là may mắn ít nhất còn toàn thây ai biết có bao nhiêu người còn đáng thương hơn chết rồi bị ném ra bãi tha ma thi thể bị sói thú ăn sạch không còn chút dấu vết đây thật là hành vi phách lối vô nhân tính tống đào đào cảm thấy lạnh người nếu không phải đêm đó gặp hỏa yến liệu nàng có trở thành một nắm cắt vàng bị chôn vùi dưới lớp đất đen tối không ánh mặt trời mãi mãi không ai biết tới như những nữ tử này nàng mắt đỏ hoe giọng căm phẫn nói thật quá ghê tởm Chúng ta nhất định phải báo thù cho những cô nương này." Vừa nói xong, nàng cảm thấy cánh tay bị ai đó chạm vào, quay đầu nhìn, thấy Hỏa Yến đang ra hiệu bảo nàng nhìn Viên Bảo Trấn. Trong phút chốc, Tống Đào Đào hiểu ý, quay sang Viên Bảo Trấn kêu: "Viên bá bá, lần này con chịu khổ lớn như vậy, chỉ tin tưởng có mình ngài, ngài phải làm chủ cho con." Phụ thân Tống Đào Đào từng là cấp trên của Viên Bảo Trấn, Viên Bảo Trấn tự nhận có quan hệ thân cận với Tống gia không thể không để ý lời nói của Tống Đào Đào, liền lau mồ hôi cười nói. Đương nhiên rồi, đồ đốc, thi thể này có chút khác biệt. Một giáp sĩ áo đỏ nói, hắn ngồi xổm xuống, nhặt một chiếc khăn lau sạch khuôn mặt người dưới đất. Trong số các thi thể nữ, người này là nam duy nhất. Có vẻ mới chết không lâu, khuôn mặt đầy kinh hãi. Hờm, tiêu giáp lên tiếng, hắn đứng tại chỗ, chậm rãi nói. Có vẻ như viên ngự sử đã tìm thấy thị vệ của mình thi thể nam này chính là Đinh Nhất, người mà viên bảo trấn đã tìm kiếm từ sáng sớm. Đêm qua sau khi giết Đinh Nhất, nàng không có tâm trạng nhặt xác hắn, chỉ muốn bỏ đi. Sau đó tiêu giác phát hiện vận của nàng, nàng mới nói Đinh Nhất đã chết. Đây chắc là do tiêu giác bảo người chôn hắn, và giờ trước mặt viên bảo trấn hắn được moi lên. Lúc này, Hỏa Yến thậm chí cảm thấy một chút đồng cảm với viên bảo trấn Viên bảo trấn môi run rẩy sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời ngự sử thị vệ trung thành, phát hiện hậu viện tôn gia chứa nhiều thi thể nữ, bị tôn chi huyện diệt khẩu và chôn xuống lòng đất. Tiêu giáp nhìn hắn, cười mà như không. Viên ngự sử, không tiếc nuối vì thị vệ của mình sao? Ngươi nói bậy. Tôn lăng gầm lên, đứng dậy nhưng bị giáp sĩ bên cạnh đè xuống, vẫn không từ bỏ ý định dãy ruộng, lớn tiếng. Ta không giết hắn, đây là vu khống, ta không biết sao hắn lại ở đây, ta không giết hắn. Hắn hét đến khàn cả giọng, trong viện tử yên tĩnh trở nên trói tai, tiêu giác nhíu mày, lạnh lùng nói. Bịt miệng hắn lại. Binh sĩ lấy vài rách nhét vào miệng tôn lăng và tôn tường phúc, họ chỉ có thể phát ra âm thanh. Ô ô Đầy bất lực. Viên ngựa sử. Tiêu giác nhìn hắn, cười nhạt hỏi. Ngài định thế nào? Trong lòng viên bảo trấn đầy hận thù, biết rõ đinh nhất không thể nào bị tôn tường phúc giết, người trước mắt này đã biết hết, nhưng hắn không thể phản bác, đành phải giết qua kẽ răng mấy chữ mời đô đốc chỉ giáo. Tôn tường phúc phụ tử lộng quyền, ăn hối lộ và cướp bóc, thu gom tài sản của dân, ức hiếp người lành. Bắt giữ nữ tử nhà lành và biến thành thi thể. Hắn nói, với những kẻ ác độc như vậy, viên ngự sử, ngài thân là ngự sử, đánh trách nhiệm tra xét quan chức, nhất định không thể nhân nhượng. Việc này ta đã thông báo cho quận trưởng quận Hạ Lăng, sẽ cùng viên ngự sử trình bày lên hoàng thượng. Còn về phần viên ngự sử, hắn nhìn viên bảo chấn, ánh mắt chưa chút trào phúng là minh chương diện tấu hay mật tấu vạch tội bản soái không tiện can thiệp viên bảo trấn suýt nữa thì thở không thông rõ ràng nói là bản soái không tiện can thiệp nhưng việc này đã do hắn chủ đạo từ đầu đến cuối dù viên bảo trấn muốn làm gì quận trường hạ lăng đã tấu trình hắn không thể tránh được người mà tôn tường phúc phụ tử tiến cử trước đây chính là môn sinh của từ tương môn sinh của từ tương trải rộng khắp đại ngụy vụ án này khiến từ Tương mất mặt. Đồng thời, để tránh hiểm nghi, tri huyện mới nhậm chức tuyệt đối sẽ không là người của từ tương. Từ tương đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với Lương Châu, làm sao gây rắc rối cho tiêu giáp được. Lần này trở về Sóc Kinh, từ tương chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Viên bảo Trấn chỉ cảm thấy tuyệt vọng, tiêu giáp nhìn về phía đám gia đình tiểu tỷ co rúm run rẩy ở một góc, nhạt nhẽo nói. Nói hết những gì các ngươi biết, có thể miễn tội nặng đây cũng là để ép hạ nhân tôn phủ vạch trần tội lỗi của tôn tường phúc phụ tử. Đám gia đình còn do dự, sợ rằng nếu tôn tường phúc phụ tử chạy thoát sẽ quay lại trả thù. Các tiểu tỳ thì mừng rỡ, nhao nhao lên trả lời. Là nữ tử trong tôn gia, không có nửa phần đường thoát. Dù có xinh đẹp, tài hoa, hiền diệu, tốt nhất cũng chỉ là lễ vật được tặng cho cấp trên, có thể sống lâu vài năm. Nhưng phần nhiều là bị tôn lăng phụ tử chơi chán rồi giết, trở thành một nắm bùn đất nữ tử ở đây sống như ngồi tù, không biết khi nào bị hành hình. Bây giờ đột nhiên có một tia hy vọng sống, họ hận không thể để tôn tường phúc phụ tử tức khắc mất mạng, không còn chỗ xoay người. Bởi vậy, mọi người đều tố cáo tội lỗi của tôn gia phụ tử, nghe mà lạnh sống lưng, chỉ cảm thấy những người độc ác như vậy, thần giận quỷ oán không thể tha thứ. Phi nô cùng binh sĩ quận Hạ Lăng cùng nhau ghi chép, tôn tường phúc phụ tử bị đè quỳ dạp xuống đất, tiêu giác quay người đi ra ngoài. Viên Bảo Trấn vẫn còn đứng ngây tại chỗ, đột nhiên gặp biến cố lớn, không có ai bên cạnh để thương lược, tâm trí rối loạn, không biết phải làm gì, chỉ thấy người mà hắn nghiến răng tâm hận đi tới, ánh mắt bình tĩnh. Khi lướt qua hắn, Tiêu Giác đột nhiên dừng bước, đồ đốc trẻ tuổi cong môi, dùng giọng thấp chỉ hai người nghe được. Viên Ngựa sửa muốn giết ta, nhưng ta lại mong ngươi sống. Ngươi còn sống, so với chết càng làm từ kính phủ khó chịu hơn. Hắn lại đứng thẳng người nụ cười mang theo vẻ chế nhạo, bình tĩnh nói. Khi trở lại Sóc Kinh, thay ta gửi lời vấn an tới từ tương. Viên ngựa sử, thuận buồm xuôi gió. Hắn quay người rời đi, phía sau, có người hoảng hốt kêu. Viên ngựa sử, viên ngựa sử làm sao, viên ngựa sử. Viên bảo trấn ngất xỉu, hỏa yến quay đầu nhìn lại, bóng dáng tiêu giác đã biến mất sau bức tường hoa, không còn thấy tung tích. Việc này, đến lúc này tất cả đều kết thúc phủ tri huyện bị binh sĩ quận hạ lăng niêm phong trước kia là tòa nhà khi phái giờ cửa ra vào dán đầy giấy niêm phong đèn lồng bị kéo dối tung một cảnh thất bại tống đào đào nhìn thấy nhiều thi thể nữ trong sân rất khó chịu hỏa yến an ủi nàng hồi lâu cuối cùng làm nàng bình tĩnh lại khi tống đào đào cảm thấy hơi bối rối nằm nghỉ trên bàn hỏa yến chào xích ô đang bảo vệ tống đào đào rồi đi tìm tiêu giác nàng vẫn còn hơi nghi hoặc chưa cởi áo khoác ra Tiêu Giáp đang nói chuyện với Phi Nô, tôn tường phúc phụ tử làm nhiều việc ác, các tiểu tỷ nhao nhao vạch trần, không cần phải kể hết mọi chuyện, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến họ không thể thoát tội, họ phạm tội quá nặng, đáng chết hàng chục lần. Cả đại ngụy hiếm thấy hành vi làm người giận sôi như vậy. Người có quyền lực mà tàn bạo, đối với dân thường không khác gì tai họa ngập đầu. Xài lang hổ báo vốn đáng sợ, nhưng làm sao so được với lòng người ác độc. Cứu cứu, hỏa yến đứng ở cửa gọi, Tiêu giác và Phi Nô dừng lại, Hỏa Yến bước vào, Tiêu giác nhướng mày. Vẫn gọi ta là cứu cứu sao? Hỏa Yến, Đô Đốc, như thể ai đó nguyện ý gọi hắn là cứu cứu, rõ ràng hắn chiếm lợi, mà còn tỏ ra không tình nguyện. Ngươi không đi bồi tiếp tống đại tiểu thư, tìm ta làm gì? Hắn hỏi, người này nói với giọng lạnh nhạt, Hỏa Yến do dự một chút, hỏi. Hôm nay ngươi xử trí tôn gia phụ tử, tại sao lại tha viên bảo chấn? Ngươi biết rõ ràng, viên bảo trấn mới là kẻ muốn giết ngươi. Tôn gia phụ tử đáng giận, chết không có gì tiếc, nhưng cuối cùng kẻ chủ mưu bữa tiệc ám sát tiêu giác là viên bảo trấn. Đinh nhất đã chết, viên bảo trấn còn có thể sống trở lại sóc kinh, tiêu giác sẽ tốt bụng như vậy. Ta không giết hắn ở đây, vì hắn trở lại sóc kinh cũng sẽ chết. Tiêu giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Những kẻ khác thì sao? Hỏa Yến hỏi. Tôn gia phụ tử ở Lương Châu có thể một tay che trời, chắc chắn có đồng đảng. Những kẻ ủng hộ tôn tường phúc còn chiếm giữ lương châu, tại sao không bắt hết một mẻ? Tiêu giác. Nước quá trong ắt không có cá, hòa đại tiểu thư, người quá ngây thơ. Phi nộ im lặng đứng nghiêm bên cạnh, như thể không nghe cuộc đối thoại của hai người. Ngoài cửa sổ cây cối xanh um tươi tốt, ai ngờ trong viện đẹp đẽ này lại chôn nhiều tội ác như vậy. Thực tế, mục tiêu của tiêu giác chưa bao giờ là viên bảo chấn. Tiệc đêm ở tôn phủ là hồng môn yến, hắn đã sớm biết. Viên bảo trấn xuất hiện, tất có sát cơ, hắn cũng đã biết. Lần này đến Lương Châu, hắn không phải để tham gia trò mèo vườn chuột, mà để nắm giữ Lương Châu trong tay. Dẫn đầu tân binh đến đóng giữ Lương Châu, chính là để tạm thời tránh mũi nhọn, tránh tai mắt của từ kính phủ. Tuy nhiên, môn sinh của từ trải khắp đại ngụy, cả nước trên dưới bán quan bán tước thịnh hành, và tôn tường phúc của Lương Châu vệ cũng là một trong số đó viên bảo trấn theo lệnh từ kính phủ đến đây nếu giết được tiêu giác thì tốt không giết được thì liên kết với tôn tường phúc nghe lệnh trực tiếp từ sóc kinh muốn cùng lương châu vệ chơi xấu dễ như chờ bàn tay con ruồi tuy không giết được tượng lớn nhưng cứ bay bên tai gây phiền nhiễu cũng làm người sinh chán ghét sau sự kiện đêm yến hòa yến mù mấy ngày sau không ai thấy tiêu giác mọi người đều tưởng hắn rời phủ đinh nhất theo dõi hắn cũng vậy nhưng thực ra đinh nhất theo dõi phi nô cải trang còn tiêu giác thật sự luôn ở tôn phủ tôn tường phúc làm nhiều việc ác có nhiều mối quan hệ với nhà giàu lương châu nhận lễ vàng bạc từ họ để bảo đảm sự suôn sẻ ở lương châu hắn cũng chuẩn bị chu đáo làm việc gì cũng ghi chép sổ sách đầy đủ tiêu giác tìm thấy sổ sách bắt đầu thay đổi cục diện tại đây hắn còn phát hiện điều khác tôn lăng trong những năm qua hại chết nhiều cô nương thường vứt xác ở bãi tha ma gần đây có lẽ làm quá nhiều chuyện ác lòng đầy ám ảnh, thường gặp ác mộng, nên tôn ra mời đạo sĩ tới xem. Đạo sĩ bảo chôn những nữ nhân chết dưới tay tôn lăng ở hướng Tây Bắc, dùng tượng Phật chân áp mới yên ổn. Vì vậy, trong hậu viện mới có núi thi thể và tượng Phật. Tiêu giác vốn định dùng tống đào đào để chỉ tội tôn ra phụ tử, nhưng với phát hiện này, dù từ kính phụ tự mình bảo lãnh, cũng không thể gánh nổi. Mấy ngày nay, hắn xác nhận những người dưới mặt đất, tìm kiếm sổ sách, ngày cuối cùng mới thật sự xuất phủ. Khi xuất phủ, hắn chọn một số ghi chép quan trọng, sao chép lại và đưa hết vào phủ. Các thương nghiệp lớn ở Lương Châu, nhược điểm đều nằm trong tay hắn. Sau này, dù chi huyện Lương Châu mới có phải người của từ kính phủ hay không, đều không thể làm gì hắn. Lương Châu Thành, kể từ hôm nay, thuộc về hắn. Viên bảo trấn sai lầm lớn nhất là tính sai hướng đi của hắn. Vụ ám sát trong giả tiệc không làm tiêu giác bận tâm, điều hắn muốn từ đầu đến giờ chỉ là Lương Châu Thành. Chỉ là trời xui đất khiến, Hỏa Yến xuất hiện bất ngờ, thu hút toàn bộ sự chú ý của Viên Bảo Trấn. Từ một góc độ nào đó, Hỏa Yến cũng là mồi nhử, chỉ là mồi nhử này mang theo móc, dẫn dụ con mồi đến đúng vị trí, mọi việc mới thuận lợi như vậy. Khi hắn trầm ngâm, Hỏa Yến cũng đang suy tư, chuyện hôm nay, Tiêu Giác đã dự liệu, nàng hỏi, người tha Viên Bảo Trấn, có phải vì hắn làm hỏng việc, sẽ bị chủ nhân ruồng bỏ và trách phạt, mà chủ nhân đó chính là Từ Tương nàng dừng lại một chút, hỏi. Từ tương, có phải là thừa tướng từ kính phủ hiện nay? Nghe nàng nói, ngay cả Phi Nô cũng không tìm được mà ngạc nhiên nhìn Hòa Yến. Nàng nói thẳng ra như vậy, ý trong lời nói là nàng không biết từ kính phủ, nhưng ai biết nàng có đang nói dối hay không? Hòa đại tiểu thư quan tâm đến triều đình như vậy, lệnh tôn có biết không? Tiêu giác nhạt nhẽo hỏi, hắn trả lời như vậy, Hòa Yến liền biết, từ tương mà viên bảo trấn nói chính là từ kính phủ cha ta hiện giờ chỉ là cửa thành giáo úy, từ tương là đương kim thừa tướng, nhìn như khác biệt một trời một vực, nhưng đều đốc biết không ai mãi mãi hèn. Ta năm nay 16, đánh khắp lương châu vệ, vẫn chưa có địch thủ. Nàng nói khoác không biết ngượng, ngày sau nói không chừng kiến công lập nghiệp, làm quan lớn hơn đô đốc, một cái từ tương có là gì. Ta còn có em trai, so với ta còn nhỏ tuổi. Nói câu đại nghịch bất đảo, chúng ta như ánh mặt trời mới lên, từ tương đã gần đất xa trời, chờ ta và em trai lớn lên, ai biết trên đời còn có từ tương không? Phi nô nghe vậy không tìm được ho khan, chỉ với lời nói này, tám chín phần mười hỏa yến không phải người của từ kính phủ. Từ kính phủ có thể khoan nhượng một kẻ đại nghịch bất đạo như vậy dưới tay. Hỏa yến có thể sống đến giờ, chỉ sợ toàn nhờ vận may. Tiêu giác nghe vậy, mỉm cười. Người như vậy không biết sống chết, nói không chừng không sống kịp để thấy từ kính phủ già đi. Hỏa yến thầm nghĩ, tiêu giác đã đoán sai, nàng đã sống lâu hơn từ kính phủ một mạng, ai còn quan tâm đến việc lớn lên hay không? Đồ đốc không cần đề phòng ta như vậy. Hỏa Yến nhìn hắn, ta và ngươi có chung kẻ thù. Ta không biết. Hắn thản nhiên nói. Từ kính phủ sẽ còn bận tâm với một cửa thành giáo ý. Cửa thành giáo ý tự nhiên không với tới từ tương, nhưng cho cắn người, chủ nhân cũng phải chịu trách nhiệm. Hỏa Yến thở dài, kẻ thù của ta là thuộc hạ của từ tương, kỳ thật cũng như là từ tương ta và đô đốc có chung mối thù, nên là bằng hữu nhưng đô đốc nhiều lần nghi ngờ ta, làm ta rất thương tâm. Tiểu giác liếc nàng một cái, nhìn về mặt nàng, không thấy chút gì là thương tâm. Vậy ngươi phải thất vọng rồi. Hắn nói. Ta không kết giao bằng hữu càng không kết giao với kẻ lừa đảo. Người này đau thương bất nhập, khó chơi. Thật hận không thể đấu với hắn một trận để xả giận. Đô đốc, hoặc nén giận hỏi những thi thể trong viện tôn phủ bây giờ phải làm sao những thi thể đó có những thi thể đã lâu không còn nhận ra mặt mũi chỉ còn xương trắng có thi thể còn có thể nhận ra một chút trồng chất tất cả trong tôn phủ cũng không phải là cách tiêu giác nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng cây hơi rung nhẹ một lát sau hắn nói với phi nô thông báo cho dân trong thành tới nhận thi thể khi dân lương châu biết đô đốc dẫn binh phong tỏa cửa lớn tôn phủ bắt giam tôn gia phụ tử ai nấy đều vỗ tay khen ngợi. Những người gan giả hơn chạy đến cửa tôn ra nhủ nước bọt, trời mắng ẩm ý, những người nhát gan thì đứng cách đó không xa, đợi binh sĩ đi qua rồi cẩn thận kéo một người lại hỏi. Vị quân gia này, tôn tri huyện thật, thật bị bắt rồi sao? Lương Châu chìm trong bóng tối bao năm, cuối cùng trời cũng đã sáng. Tôn gia phụ tử nhận tội, quả thật là một chuyện tốt. Tiếng khóc vang trời tại phủ tri huyện, những gia đình có con gái bị bắt hoặc mất tích đều kéo đến để nhận thi thể khi nghe tin thi thể các nữ tử được bày ra khắp viện tử trước và sau ba cái viện mặc dù đang là mùa thu nhưng vẫn phát ra mùi hôi khó chịu hỏa yến theo phi nô đi qua thấy có tức phụ diều bà già tìm con gái mất tích ba năm trong đống thi thể cũng có thanh niên mặc đồ thư sinh ôm thi thể vợ bị bắt đi ngay đêm tân hôn mà gào khóc hỏa yến nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng khoác áo choàng ngắn đen Ôm thi thể một nữ tử mà nức nở. A à, muội, a à, muội, a à, huynh đến rồi, a à, huynh mang ngươi về nhà. Tiếng khóc ai oán khiến người nghe không khỏi rơi lệ. Trong lòng hắn là thi thể một cô bé nhỏ nhắn, nhiều nhất cũng chỉ 12, 13 tuổi, vẫn còn là con nít. Ở tuổi này, nếu ở nhà, chắc vẫn còn thích bắt dế đá nhau. Bây giờ, thân thể nhỏ bé cuộn lại, khó mà nhận ra hình ảnh hoạt bát trước đây, một đóa hoa chưa nở đã tàn tiếng khóc vang khắp sân cảnh từ biệt khắp nơi hỏa yến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cảm thấy tiếng khóc như đâm thấu trời trên đời bi kịch nhất cũng chỉ đến thế này phi nô hơi ngạc nhiên nhìn nàng con gái thường yếu lòng không thể chịu được cảnh này như tống đào đào đã sớm trốn vào trong nhà không dám nhìn nhưng hỏa yến vẫn đứng đây trong mắt có thương cảm nhưng không rơi lệ hỏa yến đã trải qua nhiều cảnh sinh ly tử biệt trên chiến trường biết bao nam nhi ra đi là con trường trong nhà là chồng là cha khi trở về chỉ còn là nắm cắt vàng người sống trên đời không thể thiếu những thăng trầm những cô nương này khi sống bị ức hiếp khi chết cũng không được yên bi thảm cả đời đến bây giờ cuối cùng được tự do trở về với gia đình mọi người trong nhà vĩnh viễn ghi nhớ các nàng và đều vì số phận bi thảm của các nàng mà rơi lệ vậy còn nàng thì sao hỏa yến tự hỏi có ai sẽ rơi lệ khi nàng chết? Có ai sẽ nhớ đến nàng, đau cùng nỗi đau của nàng? Trong kiếp trước, người nhà đã đẩy nàng vào cõi chết, sau khi chết còn bị lợi dụng, liệu có lúc nào, người nhà thực sự thương tiếc nàng? Thiếu ra, giọng phi nô cắt đứt dòng suy nghĩ của họ Yến, nàng nhìn sang, không biết từ khi nào, tiêu giác đã bước ra. Hắn hỏi, tất cả thi thể đều tìm được người nhà chưa? Phi nô lắc đầu, còn có 23 thi thể chưa có ai nhận các cô nương bị bắt đến tôn gia, có người như Tống Đào Đào không phải là người Lương Châu, khắp trời Nam Biển Bắc, một khi tách rời khỏi gia đình là vĩnh biệt. An táng họ đi, Hỏa Yến khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn tiêu giác, hắn cao lớn, đứng giữa sân đầy thê lương, như bên hông đeo kiếm ẩm thu, sắc bén và tỉnh táo, làm người khác an tâm. Thiếu gia, an táng ở đâu? Phi Nô hỏi. Ngoài thành Lương Châu, có một nơi tên là Thừa Phong. Tiêu giác nhìn xa xăm, như xuyên qua những nhánh cây trong viện, thấy điều gì đó, ánh mắt yên tĩnh, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa nỗi thương cảm khó phát giác. Hắn nói, những nữ tử này khi còn sống bị giam cầm như lồng chim cá chậu. Táng ở đây, mong kiếp sau các nàng được tự do cưỡi gió, kiêu hãnh giữa trời đất. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 103, Đô Đốc Yêu Nữ Nhân. 23 thi thể nữ không ai nhận, cuối cùng được chôn ngoài thành Lương Châu, gần thừa phong đài như tiêu giác đã nói. Đứng trên thừa phong đài nhìn xuống, sơn cốc bị mây mù bao phủ, trông như cảnh tiên. Quan tài đều là loại thượng hạng, được lấy từ kho bạc của tôn phủ. Trong những năm qua, tôn gia vơ vét vô số của cải, và xây dựng một kho riêng để cất giữ vàng bạc châu báu. Vì không ai biết tên tuổi và lai lịch của 23 người này, ngay cả bia mộ cũng không có chữ nào khắc lên. 23 ngôi mộ không chữ, 23 cô gái trẻ an nghỉ nơi đây nếu các nàng sau khi chết biết rằng mình đang ở đây có thể ngắm mây bay gió cuốn nếu các nàng có kiếp sau như tiêu giác nói sẽ được tự do cưỡi gió vui chơi cùng núi hồ hỏa yến và tống đào đào đứng không xa xích ô đứng nghiêm bên cạnh nhìn nhóm người ngồi trồm hổm trên mặt đất đốt vàng mã lúc hạ táng tiêu giác cũng không đến những người đốt vàng mã này phần lớn là dân thường nhiều người đến tìm thân nhân mất tích nhưng không tìm thấy dù sao nhiều cô gái bị tôn lăng hại chết, nhiều người còn không có xác toàn vẹn, bị lang sói ăn chia tải bãi tham ma. Một bà lão tóc trắng đang đốt vàng mã trong một cái bồn sắt, bà đã già không đi nhanh được, con đường núi này vẫn là do cháu trai cõng bà đi. Cháu gái nhỏ của bà bị tôn lăng bắt đi 4 năm trước, và chưa từng xuất hiện lại, bây giờ cũng không thấy tung tích trong số thi thể ở viện tôn lăng. Bà lão run rẩy nói, ta đốt vàng mã cho những cô gái này, hy vọng có người tốt bụng thấy cháu gái ta sẽ đốt vàng mã cho nó. Cô nương, con hãy yên nghỉ. Tống đào đào cầm khăn lau nước mắt, nói, làm con gái khổ quá, nếu có kiếp sau, ta không muốn làm con gái nữa. Điều này không liên quan đến việc làm con gái hay không. Hỏa Yến nhìn tiền giấy bay đầy trời, làm con gái không phải để chịu khổ, nam giới cũng vậy, nếu không hài lòng với số phận, đều có thể chọn con đường khác. Chỉ là, nàng nhìn những bia mộ không chữ, với họ, căn bản không có lựa chọn nào khác, điều này quá tàn nhẫn. Tống đào đào nhìn nàng, người thật khác biệt so với những nam tử bình thường. Gì cơ? Nếu là nam tử bình thường, họ sẽ nói, các người nữ tử có gì mà không tốt, chỉ cần mặc đẹp ngồi trong phòng, lạnh có người thêm áo, ra vào có người hầu hạ, không cần phải chiến đấu bên ngoài, sao không biết hưởng phúc. Nàng bắt chước giọng nam tử, khinh thường nói, làm thú cưng, có gì tốt sao? nhốt chim trong lồng còn muốn chim khen lồng đẹp ta thấy họ mới là đầu óc có vấn đề hỏa yến bật cười ngươi cũng rất khác biệt so với nữ tử bình thường ta vốn dĩ đã không giống nhau đúng rồi tống đào đào nhìn nàng ta vẫn chưa biết tên ngươi ngươi không phải trình lý tố ngươi là người dưới chướng tiêu nhị công tử phải không ta tên hỏa yến hỏa yến nói hòa trong bó củi yến trong yến hải thanh hà thì ra là hòa đại ca Tống đào đào nói, ngươi có thể gọi ta là đào đào. Cái này, họ yến gãi đầu, có phần quá thân mật. Tuy họ đều là nữ tử, nhưng người khác không biết, nhìn vào mắt người khác e rằng sẽ gây hiểu lầm. Vậy cứ quyết định vậy nhé. Tống đào đào nói, ta đã nói chuyện với tiêu nhị công tử, tạm thời đi cùng các ngươi đến lương châu vệ, chờ người của tiêu nhị công tử đến sẽ đưa ta về Sóc Kinh. Vậy nên, thời gian tới, ta sẽ ở cùng ngươi. Tống đào đào cười tươi ta chưa từng đến vệ sở bao giờ. Nàng vui vẻ nói không ngừng. Thưa cô Tống. Xích ô nhìn xa xăm. Trời đã không còn sớm, để tôi đưa cô xuống núi trước. Đi thôi, Hỏa Yến cũng lên tiếng. Họ đi xuống núi, quay lưng lại với thừa phong đài. Trên bậc thang, trong bụi cỏ mọc đầy hoa cúc trắng, gió nhẹ thổi qua làm hoa cúc khẽ đung đưa như những cô gái dịu dàng gửi lời cảm ơn đến họ. Chẳng bao lâu sau, không còn thấy nữa. Xuống núi họ trở lại khách sạn nơi ở tống đào đào vội vàng vào phòng tắm hôm nay cô ấy bận rộn cho giấy từ việc đốt vàng mã vừa rồi rơi nhiều trên người nên cô muốn rửa sạch tôn phủ đã bị phong tỏa họ không thể trở về đó vì vậy họ ở lại khách sạn chủ khách sạn biết thân phận thật của tiêu giác và việc tôn tường phúc và con trai bị bắt làm tù nhân nên không dám lơ là ông chủ khách sạn ân cần như người hầu luôn quấn quít quanh hỏa yến và những người khác Hỏa Yến nói, không sao đâu, để tôi tự lo được rồi. Nàng lấy một chiếc khăn và đi thẳng vào phòng. Trong phòng, Phi Nô đang thu dọn đồ đạc, thấy nàng liền giật mình, Hỏa Yến hỏi, Phi Nô đại ca, anh đang làm gì thế? Phi Nô mặt mộc nói, tôi sẽ ở cùng chỗ với Sích Ô. Trước đó ở Tôn Phủ, ba người họ ở cùng chỗ, tiêu giác ở trong nhà, còn Phi Nô và Hỏa Yến bên ngoài, không ai cảm thấy có vấn đề gì hỏa yến thuận miệng nói chuyển đi dọn nhiều phiền phức thật phi nô đứng lại nhìn nàng không thể tin được cô là nữ tử làm sao có thể ở cùng phòng với tôi hỏa yến anh không cần làm ra vẻ như bị sỉ nhục vậy phi nô không nói gì nhanh chóng thu dọn xong bọc quần áo như thể nàng là quái thú anh tránh không kịp lập tức đi ngay trong phòng chỉ còn lại hỏa yến một mình nàng giật mình một lát rồi lắc đầu cười đối với tiêu giác và người hầu của anh ta hành vi của nàng rất bất ngờ nhưng trước đây nàng đã lăn lộn trong quân doanh lâu việc ở cùng nam giới có gì khó một cô gái như nàng không cảm thấy xấu hổ không hiểu sao phi nô lại khó chịu hỏa yến đi đến giường thấy trên bàn có nước sạch và vải trắng sạch sẽ trong phòng còn có nước nóng để tắm chắc là do phi nô chuẩn bị trên người nàng còn có vết thương người này giống chủ nhân của anh ta có khi rất lạnh lùng nhưng cũng có khi rất quan tâm trong phòng không có ai, nàng liền ngồi xuống cởi y phục và tắm rửa sơ sài. Hôm qua nàng chưa kịp nhìn kỹ vết thương, thay băng cũ ra mới phát hiện vết thương khá sâu. Dĩ nhiên là rất đau, nhưng nàng có thể chịu đựng. Hỏa yến nghiêng người nhìn vào gương, da thịt trắng nõn giờ có vết đau, rõ ràng không đẹp mắt. Hỏa đại tiểu thư yêu thích vẻ đẹp, luôn muốn dùng quỳnh tương hoa lộ để chăm sóc. Nhưng giờ đây, chỉ mới đến chưa bao lâu, đã bị người khác làm thay đổi hoàn toàn nếu chân chính hòa đại tiểu thư trở về và thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức giận và ngất xỉu. Nàng đã rất cẩn thận bảo vệ bản thân, nhưng khi quyết định tự mình ra ngoài, mất đi sự che chở của gia tộc, thì tất nhiên sẽ bị thương. con người trưởng thành qua những lần bị thương, vết sẹo rồi sẽ trở thành giáp trụ. Cô gái nào mà không thích trương diện, mặc dù hòa yến kiếp trước sống làm nam từ hơn 10 năm, nhưng khi quay về nữ trang, nhìn thấy sẹo trên lưng và cơ thể, đối diện với hứa chi hằng cũng thấy xấu hổ. Nàng chưa bao giờ mặc áo sa mỏng, một lần Hứa Chi Hằng tặng nàng một chiếc áo lụa màu thạch lựu, trên vai cổ thêu hoa lựu, mỏng như cánh ve. Nàng rất thích nhưng chưa từng mặc, vì năm đó trên chiến trường bị mũi tên địch đâm vào vai, rút tên ra để lại vết sẹo không thể xóa. Nàng cũng nhớ rõ đêm tân hôn, khi Hứa Chi Hằng ôm nàng, quần áo từ vai rơi xuống, nến đỏ chập chờn, động tác của hắn khi nhìn thấy lưng nàng liền dừng lại. Thân thể nữ tướng mãi mãi không thể ôn nhu và hoàn mỹ như nữ tử tầm thường. Trải dài những vết sẹo, trong mắt nam tử quen nhìn vẻ đẹp kiều mị, chỉ thấy kinh khủng. Hứa chi hằng phất tay áo tắt đèn, phòng rơi vào bóng tối, không còn nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ kia. Hắn vẫn ôn nhu nói chuyện với nàng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng tay hắn không còn vuốt ve lưng nàng lần nào nữa. Hắn cố ý tránh những chỗ đó, trong lòng hắn, vẫn là ghét bỏ, thậm chí chán ghét. Hỏa Yến kinh ngạc nhìn vào gương đồng, vết sẹo này, tại sao trên người nam tử là huân chương, còn trên người nữ tử lại là sỉ nhục. Đây là sự bất công, chỉ vì thế nhân cho rằng nữ tử phải dùng sắc đẹp để hấp dẫn người khác, phải luôn duy trì vẻ đẹp. Thật vô lý, Hỏa Yến cúi đầu, tỉ mỉ bôi thuốc mỡ lên vết thương, rồi dùng vải cuốn lại. Nàng làm việc này rất thành thạo, lúc đau cũng không nhíu mày, rất nhanh liền xong. Sau khi nghỉ ngơi trong phòng một lát, nàng đứng dậy đẩy cửa ra ngoài đến trước phòng tiêu giác trong phòng đèn sáng tiêu giác chắc đang ở bên trong hỏa yến gõ cửa đô đốc vào đi đẩy cửa vào tiêu nhị công tử đang thu dọn bàn cờ vãn hương không nhắc thì hỏa yến cũng suýt quên lần này hắn đến lương châu còn mang theo cầm nhắc đến cầm hỏa yến lại nhớ tới lần trước mình say rượu đè hỏng cây cầm của hắn đô đốc hỏa yến kiên trì hỏi ngài ăn cơm chưa tiêu giác dừng tay lại có chuyện thì nói thẳng. Ngày mai chúng ta không phải trở về vệ sở sao? Hỏa Yến hỏi, ngài định xử lý ta thế nào? Bây giờ tiêu giác đã biết nàng là nữ nhi, nếu thật sự muốn đưa nàng về sóc kinh thì phải làm sao? Thật khó khăn mới có chút an ổn ở hòa như phi, đánh chết nàng cũng không muốn trở về. Người hy vọng ta xử lý ngươi thế nào? Tiêu nhị công tử ngồi xuống trước bàn, ung dung nhìn nàng. Hỏa Yến cũng tranh thủ kéo ghế ngồi cạnh hắn, nghiêm túc phân tích, ngài đã thấy năng lực của ta, lần này đến Lương Châu, thích khách là ta phát hiện, giúp ngài phân tán lực chú ý của viên bảo trấn cũng là ta. Cuối cùng giết đinh nhất, ta tính kỹ, ta góp công cho ngài, còn hơn cả phi nô đại ca. Ở phòng bên, phi nô hắt hơi một cái, người như ta, xếp hạng số một số hai, làm tâm phúc, am hiểu lòng người. Hỏa yến không chút khoe khoang, Lương Châu vệ có ta, như hổ thêm cánh. Đồ đốc, ta nghĩ, ngài có thể cho ta vào cửu kỳ doanh, đảm bảo sẽ không hối hận. Tiêu giác cười, chậm rãi hỏi lại. Cửu kỳ doanh. Ta biết đô đốc là người thẳng thắn, tất nhiên nghi ngờ ta muốn vào cửu kỳ doanh có mục tiêu. Ta cũng nói thẳng, vì bình thường lập công quá chậm, ta nghe nói ở cửu kỳ doanh của đô đốc, dù sau này thân thể có tàn khuyết, cũng có thể làm quan. Hòa ra chúng ta chỉ có ta làm dạng giữa tổ tông, ta nghĩ cửu kỳ doanh là nơi tốt nhất. Những lời này nàng nói rất bình thản, tiêu giác nâng tách trà nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói. Không cần chờ sau này, ta thấy ngươi bây giờ đã có tàn khuyết rồi. Hỏa yến, gì, chẳng lẽ tiêu giác nhìn ra nàng là hứa đại nãi nãi, tiếp trước là mù lòa. Nàng đang lo lắng, chỉ thấy người này chỉ vào đầu mình. Hỏa yến, chính hắn mới đầu óc có bệnh, tự nhiên lại mắng người khác. Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hỏa yến nở một nụ cười, đô đốc chẳng lẽ không nghĩ vậy sao. Tiêu giác nhìn chăm chăm nàng cười nhạt. Lừa đảo, cực kỳ doanh chúng ta không nhận người vô năng. Người vô năng. tiêu giác có thể nghi ngờ phẩm cách người khác, nhưng không thể nghi ngờ năng lực của nàng. Hỏa yến đập bàn, người nói ai? Loại như đinh nhất, người giao thủ với hắn mà bị thương. Tiêu giác nhếch môi, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Không phải người vô năng là gì. Đó là, đó là, vì hòa đại tiểu thư thân thể yếu đuối, huống hồ có kiếp trước giáo huấn, nàng phải cẩn thận hành sự nếu đổi lại là phi nô đại ca ở đây hắn cũng sẽ bị thương. Nguyên nếu dùng tâm tư lừa gạt đó vào luyện công có lẽ sẽ tiến bộ nhiều. người này bây giờ càng quen ở chung với nàng càng ngày càng lộ ra tính cách ác liệt thời thiếu niên. hỏa yến hít sâu một hơi đột nhiên cười. được, đô đốc nhất định phải nói vậy cũng không sao, có thành kiến với ta cũng không sao, chỉ là ta đột nhiên nhớ đến nốt ruồi son trên lưng đô đốc. tiêu giác bình tĩnh nhưng thần sắc đột nhiên thay đổi lời đồn này truyền truyền lại thành thật ta vốn là con gái của giáo úy cửa thành gia tộc không thịnh bản thân cũng không có danh tiếng gì có thể cùng đô đốc truyền tên ở một nơi là phúc của ta hỏa yến đứng dậy chậm rãi nói sau này nếu có ai nhắc đến ta ta cũng từng huy hoàng là người đô đốc yêu nghĩ vậy đã thấy không thiệt thòi chỉ là làm khó cho đô đốc khi phải gắn liền với ta nhưng đô đốc vốn cũng không để ý người khác nói gì nên cũng không quan trọng tiêu giác nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như dao, trầm giọng nói. Cái gì yêu nữ nhân? Hỏa Yến cười tùm tình trả lời, ta yêu tú như thế, Lương Châu về ai cũng biết ta. Nếu phát hiện ta là nữ tử, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Nhưng nữ tử vì sao vào quân doanh? Đương nhiên là vì đô đốc yêu ta, không nỡ rời xa, nên mới giấu ta trong quân doanh, đến Lương Châu cũng mang theo. Ban ngày huấn luyện, ban đêm triền miên, quả thật tình sâu như biển. Nghe vậy, tiêu giác không những không giận mà còn cười. Không biết xấu hổ. Hỏa Yến chống tay lên bàn, nói nhanh ta không phải là người không giảng đạo lý, cũng không phải muốn đô đốc cho ta vào cửu kỳ doanh, chỉ là hy vọng đô đốc cho ta một cơ hội chứng minh bản thân. Chúng ta cùng nhau trở về vệ sở, coi như việc này chưa từng xảy ra, cũng xin đô đốc bỏ thành kiến với ta, coi ta là một tiểu binh bình thường. Đúng rồi, nàng như nhớ ra điều gì, ta bây giờ bị thương, ban đêm cần thay thuốc, sẽ rất bất tiện khi ở cùng nam tử mong đô đốc cho ta một phòng riêng có thể tắm rửa tiêu giác lạnh lùng nói ngươi đừng mơ tưởng vậy thì ta đành làm người đô đốc yêu họ yến chẳng hề để ý xoay người dù ngài đưa ta về sóc kinh ta cũng có thể ngay lập tức truyền tin cho mọi người biết à ta thấy khách sạn này cũng khá chỉ cần ta hét lên một tiếng tiêu giác đưa tay lên chán hòa yến Hoa yến cười rào hoạt ai bảo ta là kẻ lừa đảo tiêu giác ta đồng ý với ngươi hỏa yến thay đổi nét mặt nhanh hơn cả đứa trẻ ba tuổi vỗ ngực tiếc nuối không làm được người đô đốc yêu thật thất vọng tiêu giác tái mặt cút ra ngoài hỏa yến vui vẻ huyết sáo đi ra ngoài sáng sớm ngày hôm sau khi phi nô và xích ô tỉnh dậy và ra cửa phát hiện hỏa yến dậy còn sớm hơn họ có lẽ vì muốn về lương châu vệ nàng còn cố ý sửa soạn chọn một bộ xiêm y trình lý tố ít mặc trông rất thanh thoát nàng vốn đã có vẻ ngoài thanh tú, nếu Phi Nô không biết nàng là nữ tử, cũng phải thầm khen một tiếng thiếu niên đẹp trai. Sikho cũng không biết thân phận của họ Yến, ôm ngực nhìn xa xa, thấp giọng hỏi Phi Nô. Người nói người này ở Lương Châu vệ không ai định nổi. Nhìn thân thể này, không giống đâu. Phi Nô thở dài, thầm nghĩ không chỉ là không giống. Đang nói, tống đào đào từ lầu dưới đi lên, tay cầm một quả táo đỏ, thấy họ Yến, liền tự nhiên đưa tay, cười nói, Hòa đại ca, đây là táo của trường quỹ đưa tới, rất ngọt, người muốn thử không? Lương Châu nổi tiếng với táo đỏ, quả nào cũng to và ngọt, đỏ rực trông rất thích mắt. Hòa Yến nhận lấy, nói cảm ơn, một đôi thiếu niên thiếu nữ, đứng đây thật là cảnh đẹp ý vui, khiến người ta mơ màng. Xích ô liền thọc cánh tay Phi Nô, danh mãnh nói. Ta thấy có gì đó không đúng. Tống nhị tiểu thư chẳng lẽ để mất đến Hòa Yến? Vậy trình tiểu công tử phải làm sao? Phi Nô nhìn hắn, khó nói hết lời. Ngươi lo chuyện mù quáng gì vậy? Sao có thể mù quáng được? Trình tiểu công tử là cậu của thiếu gia, chúng ta đương nhiên phải giúp trình tiểu công tử là cậu của thiếu gia, chúng ta đương nhiên phải giúp trình tiểu công tử. Nếu không ta sẽ âm thầm giáo huấn tiểu tử kia, để hắn tránh xa tống nhị tiểu thư. Trình tiểu công tử của chúng ta tính tình trong sáng, đâu phải đối thủ của họa yến. Ngươi xem kìa, hắn cười với tống nhị tiểu thư, chật chật chật, ta không nhìn nổi ngươi bớt nói đi thiếu gia ghét nhất người bàn lộng thịt phi phi nô nói ngươi và ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được xích ô còn muốn nói thêm gì đó thì bên kia cửa phòng mở tiêu giác từ trong đi ra đô đốc hỏa yến thân thiện chào hỏi hắn tiêu giác như không nhìn thấy nàng đi ngang qua mà không thèm liếc một cái nói với phi nô xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa tất cả đã chờ dưới lầu phi nô trả lời lên đường hắn đi xuống lầu xích ô và phi nô liếc nhau xích ô nhỏ giọng hỏi có phải hòa yến đã làm thiếu gia tức giận không làm việc thôi phi nô không trả lời đi theo xuống lầu tiêu nhị công tử đối xử với mọi người vẫn trước sau như một lạnh lùng tống đào đào đứng về phía hòa yến khiến nàng cảm động tiểu cô nương đồng cảm nói với nàng ngươi làm việc dưới tay hắn chắc chắn rất khổ sở đợi ta trở lại sóc kinh sẽ nói với phụ thân xem có thể mưu cho ngươi một chức quan ở kinh thành hay không người có tài năng và phẩm hạnh như vậy không khó đâu ha ha hỏa yến không ngờ tống đào đào lại có quyết định này liền khoát tay nói không cần đâu cảm ơn tống cô nương ta ở lương châu vệ rất tốt tiêu đô đốc không phải người vô tình hắn rất tốt làm việc dưới tay hắn là vinh hạnh của ta tống đào đào chỉ coi nàng đang thay tiêu giác nói chuyện bĩu môi hắn có gì đáng để ngươi đi theo người ở sóc kinh đều nói hắn lạnh lùng vô tình mặc dù tính tình tiêu giác không tốt lắm Hòa Yến cũng không dễ che giấu lương tâm mà mắng hắn, chỉ cười nói, hắn không tốt, nhưng hắn không phải đã nghĩ cách để tôn gia phụ tử gặp phiền toái vì khi dễ ngươi sao. Hắn thật không tốt, cần gì phải lo chuyện những nữ thi không ai nhận ở tôn phủ tường phúc, đưa các nàng an táng và mời tăng nhân siêu độ. Có thể, Tống Đào Đào còn muốn cãi, thiếu niên cười sờ đầu nàng, ôn tồn nói, Tống cô nương, người bây giờ còn nhỏ, không biết nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài nhiều người phải sống chung mới hiểu phẩm tính người đối đãi thân thiết quan tâm không nhất định là người tốt người ngươi cảm thấy lạnh lùng vô tình có lẽ cũng có một mặt không muốn người khác biết tống đào đào sừng sốt không kịp nghĩ rõ hỏa yến đã đi xuống lầu trên đầu còn mang theo hơi ấm từ tay thiếu niên nàng đỏ mặt vội bước nhanh đuổi theo nhỏ giọng lầm bầm cái gì mà tuổi còn nhỏ người cũng không lớn hơn ta bao nhiêu cuối cùng không tiếp tục tranh chấp hỏa yến cúi đầu cười tai lại vang lên lời tiêu giác hôm qua nói với những cô nương đáng thương. Ở ngoài thành Lương Châu, có một chỗ gọi là Thừa Phong Đài. Những nữ tử này khi sống thân bất do kỷ, như chim lồng cá chậu. Táng ở đây, nguyện các nàng kiếp sau tự do cưỡi gió, bay lượn núi hồ. Hắn hiểu được nỗi tuyệt vọng của những nữ tử kia, mới có thể nói những lời như vậy. Cho nên, nàng cũng rộng lượng tha thứ tiêu giác đối với nàng vô lễ, không để những hành vi tồi tệ đó trong lòng. Dù sao, trên đời này người ôn nhu thật sự không nhiều. Nàng xuống lầu, thấy Tiêu Giác đang đứng trước xe ngựa, liền đi tới hỏi. "Đồ đốc, ngài sẽ cùng ta cưỡi xe sao?" Tống Đào Đào dù sao cũng là một tiểu cô nương, khi đến họ cưỡi ngựa, nhưng khi về không thể để nàng cưỡi suốt chặng đường, nên Phi Nô đã sắp xếp hai cỗ xe ngựa. Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng, Hỏa Yến giải thích, "Ta không thể ngồi chung xe với Tống cô nương, chúng ta cô nam quả nữ, nếu bị người khác thấy" thanh danh của Tống Cô Nương sẽ thế nào? Tiêu giác. Cho nên. Cho nên ta nên ngồi chung xe với đô đốc. Hỏa Yến cười hì hì nói, rồi định chui lên xe ngựa, nhưng bị tiêu giác kéo áo cổ xuống. Nếu Hỏa Yến không nắm lấy tay áo hắn, nàng đã không đứng vững. Ngươi là không coi mình là nữ tử, hay không coi ta là nam tử? Hắn nhướng mày. Lừa đảo, ngươi chỉ sợ nhập vai quá sâu, nên ta nhắc ngươi. Nhiệm vụ kết thúc, ngươi không nên xem mình là trình lý tố nói xong hắn vùi tay áo vừa bị hỏa yến nắm xích ô từ bên cạnh đi qua nghe được câu cuối cùng của tiêu giác lập tức nắm chặt áo hỏa yến kéo nàng sang bên đúng đúng còn coi mình là trình tiểu công tử sao lại thiếu nhãn lực như vậy ngươi qua đây cùng chúng ta cưỡi ngựa hỏa yến vốn chỉ đùa giỡn không thật sự muốn cưỡi cùng tiêu giác nàng liền thoải mái trèo lên ngựa phi nô dặn phu xe trên xe có cô nương đi chậm thôi và yến khẽ giật mình, không khỏi bật cười, nàng không tự mình đa tình, chỉ là vì giao thủ với đinh nhất bị thương, không thể cưỡi ngựa quá mức kịch liệt. Sao biết đây không phải là cố ý đâu, nàng vốn cũng là cô nương. Xích Ô nói, còn chờ gì nữa, xuất phát. linh 104, ở chung. Vì phải chăm sóc tống đào đào, xe ngựa đi chậm rãi, nên thời gian đến nơi kéo dài thêm chút, khi đến Lương Châu vệ thì trời đã chẳng vạng tối. Trầm Hãn và đoàn người đã sớm đứng chờ tại vệ sở bên ngoài đường cái, khi xe ngựa dừng lại và thấy Tiêu Giác xuống xe, Trầm Hãn mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này đi Lương Châu thành, không ai biết Tiêu Giác đã làm gì ở đó, bọn họ không nhận được thư tín, mấy ngày tiếp theo, tâm trạng cũng lo lắng, sợ có biến cố. Lúc này thấy mọi chuyện dường như đã được giải quyết thuận lợi, Trầm Hãn đang định nói chuyện thì nghe Lương Bình hỏi: "Tại sao lại có thêm một cô nương?" Cô nương trước mắt thấy từ chiếc xe ngựa nhảy xuống một cô bé khoảng 15-16 tuổi, mặc váy hồng, dáng vẻ linh lung đáng yêu, xinh đẹp như hoa. Lại nhìn sang hỏa yến, thần sắc mệt mỏi, ngáp dài, không quá sảng khoái, trầm hãn kinh hãi trong lòng, đồ đốc lần này đi lương châu mang về một cô nương, có phải là quyết định muốn phân rõ liên hệ với hỏa yến? Hắn đang suy nghĩ thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng nói vui vẻ của một thiếu niên. Cứu cứu, đại ca, các ngươi cuối cùng đã trở về. Như con thỏ nhảy tới, chính là Trình Lý Tố, bên cạnh hắn là cô y nữ trầm mộ tuyết, toàn thân mặc áo trắng, thanh lệ tuyệt tục. Trình Lý Tố đến, đầu tiên là bày tỏ bất mãn với Trầm Hãn. "Trầm giáo đầu, cứu cứu đã trở về, sao ngươi không nói với ta một tiếng?" "Đại ca, ta thấy ngươi trở về an toàn, chuyến này hẳn là rất thuận lợi, viên bảo trấn gia hỏa kia đã bị đuổi đi rồi chứ?" "Ta biết mà ngươi có thể làm được." "Giáp Ban đầu hắn vui vẻ nhưng khi nhìn thấy tống đào đào, biểu cảm của hắn lập tức thay đổi, giọng trở nên chói tai, nhảy dựng lên chỉ vào tống đào đào chất vấn. Tống nhị tiểu thư, sao nàng lại ở đây? Người có biểu cảm gì thế? Tống đào đào nhíu mày hỏi. Chúng ta gặp tống cô nương tại Lương Châu Thành. Hỏa Yến cười nói, cũng là trùng hợp, tống cô nương sẽ tạm thời ở lại vệ sở một thời gian. Nàng không nói chi tiết việc gặp tống đào đào ra sao, chỉ đơn giản che đậy cho tống đào đào. Đại ca. Trình Lý Tố không thể tin nhìn hắn. Ta nhờ ngươi giúp ta trốn điên bảo trấn để tránh bị bắt về kết hôn. Nhưng ngươi lại trực tiếp đưa nàng đến trước mặt ta. Ngươi muốn hại ta sao? Trình Lý Tố. Tống đào đào không chịu nổi, đứng ra chống nạnh, hùng hổ nói, ngươi nghĩ ta muốn gặp ngươi sao? Nói thật, ta cũng vì đào hôn mới đến Lương Châu Thành, nếu không gặp tiêu nhị công tử, ta đã không tới đây. Ngươi không muốn kết hôn với ta, ta còn chướng mắt ngươi một cái công tử vô dụng, vọng tưởng xứng đôi với ta, ngươi nằm mơ cưới Tây Thi thì có. Về nhanh mồm nhanh miệng, Trình Lý Tố thực sự không phải đối thủ của Tống Đào Đào, lúc này hắn hối hận vì ngày thường không đọc nhiều sách, đến mắng chửi người cũng không có câu nào hay. Người đàn bà đanh đá này, hắn chỉ có thể nói một cách yếu ớt, Tống Đào Đào lườm hắn, hai oan gia này đang ồn ào, Lương Bình chỉ có thể đứng ra làm hòa. Trình công tử, đồ đốc bọn họ đã đi hơn nửa ngày đường, giờ chắc chắn rất mệt, để cho bọn họ nghỉ ngơi một lát dùng bữa rồi nói chuyện sau được chứ có người đến đưa bậc thang trình lý tố dĩ nhiên muốn xuống lên đường ta không tính toán với ngươi ta đau lòng cho cứu cứu và đại ca cuối cùng tạm thời làm cho tình hình trước mắt dịu lại trầm mộ tuyết vẫn im lặng bước tới trước mặt tiêu giác nói nhị công tử trong mật tín trước đó nói có người bị thương là mấy người kia trông cũng bình thường tiêu giác liếc nhìn hỏa yến hỏa yến liền nói là ta trầm mộ tuyết ngươi có thể bị làm sao chỉ là chút vết thương ngoài da thôi hỏa yến cười nói phiền trầm cô nương tìm cho ta chút cao dán trị ngoại thương loại lần trước rất tốt tống đào đào nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng hòa công tử ngươi bị thương nàng không thấy hỏa yến bị thương còn tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra trình lý tố kéo hỏa yến đi như phòng cướp nhìn trầm chằm tống đào đào đàn bà đanh đá ngươi tránh xa đại ca ta ra hai người lại cãi nhau. Hòa Yến, người thiếu niên đầy tinh lực, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Khi trở lại vệ sở, mỗi người nghỉ ngơi một chút, ăn cơm xong thì trời đã tối đen. Trầm hãn nói với tiêu giác. Phòng của đô đốc, ta đã quét dọn hàng ngày, hôm nay đổi sạch sẽ đệm chăn, đô đốc có thể ở luôn. Tiêu giác thích sạch sẽ đến mức cố chấp, nên trầm hãn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tiêu giác gật đầu, định đi vào thì hỏa yến kéo tay áo hắn, chờ đã. Đây là muốn nói chuyện riêng." Trầm Hãn suy nghĩ, trong tình cảnh này, hắn là người ngoài không nên tham dự, liền nói, "Đồ đốc, nếu không có việc gì thuộc hạ xin phép đi trước." Không đợi Tiêu Giác trả lời, liền vội vàng rời đi. Hỏa Yến đẩy Tiêu Giác vào phòng, Tiêu Giác lạnh nhạt hỏi, "Chuyện gì? Đồ đốc quên việc trước đó đã hứa với ta sao? Ngươi là Phong Vân tướng quân, nói chuyện cần giữ lời." "Ta đã nói gì?" Tiêu Giác bình tĩnh nhìn nàng, người này muốn trốn nợ sao hòa yên gấp gáp nói trước khi trở về chúng ta đã nói muốn sắp xếp cho ta phòng riêng ta không thể ở chung giường nếu không tắm rửa thay thuốc đều không tiện tiêu giác chưa kịp trả lời thì có tiếng nói vang lên không phải chỉ là đổi phòng sao cần gì đến hắn ta cũng có thể giúp người. hai người nhìn lại là trình lý tố chạy tới phòng của trình lý tố và tiêu giác vốn liền kề nhau giữa còn có một cửa trung gian chia tòa nhà thành hai phần ngày thường trình lý tố bị ép chép sách tiêu giác đọc sách lúc tiện thể nhìn hắn cửa trung gian không khóa giờ phút này trình lý tố liền từ phòng mình nhảy qua thực sự quá thân thiết đại ca ngươi thấy nhà này thế nào hả nếu ngươi thấy phòng ta cũng không tệ lắm ta liền đổi phòng với ngươi trình tiểu công tử không kịp chờ đợi nói tối nay liền chuyển ta đi thu thập hành lý ngay bây giờ đại ca ngươi thấy thế nào hỏa yến có chút choáng váng Tiêu Giác nhíu mày nhìn cháu ngoại mình, người mà không giống bình thường chút nào, hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?" "Cứu, cứu." Trình Lý tố vẻ mặt buồn rầu nói: "Ai bảo các ngươi mang người bắt phụ đó về, ta vừa hỏi lương giáo đầu, Tống Đào đào tạm thời cùng ở với Trầm Y nữ, chỉ cách chúng ta vài chục bước, nếu ta ở đây, chẳng phải ngày nào cũng phải nhìn thấy nàng. Ta vừa thấy nàng liền choáng đầu hoa mắt, hay là thôi." Đại ca cũng muốn đổi phòng, ta đổi với đại ca là được rồi. Khi nào tống đào đào đi, chúng ta lại đổi lại. Hỏa yến, được, tiêu giác. Không được. Trình lý tố không thích tống đào đào hơn cả kính sở cữu cữu, coi như không nghe thấy lời tiêu giác, vui vẻ quay đầu đi thu dọn đồ đạc, tiêu giác giận dữ nói. Ngươi trở lại đây. Đưa tay muốn kéo hắn về, nhưng bị hỏa yến ngăn lại. Trình lý tố thừa cơ chạy xa, bang, một tiếng, còn đóng cửa giữa lại, tiêu giác. Trình lý tố, giận dữ như vậy cẩn thận dòa đến trẻ con. Hỏa Yến cười nhẹ nhàng nhìn hắn, đô đốc, trình tiểu công tử đã đồng ý rồi, người tình ta nguyện, ngươi ở đây chặn ngang làm gì. Lời này như thể nói tiêu giác cố tình gây sự như kẻ bồng đả huyên ương. Tiêu giác cười lạnh. Ngươi dựa vào đâu? Chỉ bằng ta, và đô đốc yêu nữ nhân chỉ cách nhau một nốt ruồi son. Hỏa Yến cười tươi nhìn hắn, trong phòng lập tức yên tĩnh hơn, tiêu giác ghét bỏ rời mắt. Hòa đại tiểu thư, ngươi thật sự muốn ở lại Lương Châu vẻ. Liên quan đến chuyện này, Ta chưa bao giờ nói dối." Hỏa Yến thêm vài phần cười, trịnh trọng nói, "Không chỉ vậy, ta còn muốn vào cửu kỳ doanh." "Ngươi đừng có được voi đòi tiên, ta từ trước đến nay thấy tốt thì lấy." Hỏa Yến nói, "Đồ đốc, ta chỉ cần một cơ hội chứng minh bản thân, chứng minh ta không phải gian nhân, cũng chứng minh ta đáng để ngươi thu làm tâm phúc." Tiêu Giác mỉm cười, nói khoác không biết ngượng, "Ngươi không cho ta cơ hội, chẳng phải là võ đoán?" "Ngươi." Tiêu Giác dò xét nàng một chút, nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn ở Lương Châu về bao lâu? Lâu hơn ngươi tưởng. Ngươi là nữ tử. Ta sẽ không bị phát hiện. Ta sẽ không che đầy cho ngươi. Hỏa Yến nghe vậy, cười, ngươi muốn nói là câu này à? Tiêu nhị công tử cao quý, lãnh đạm không gần gũi, muốn che giấu chân tướng cho nàng, nghĩ một chút cũng không khả năng. Nhưng Hỏa Yến thân thủ xác thực siêu quần, thực muốn từ bỏ, tiêu giác cũng do dự. Theo tiêu giác, là nam tử hay nữ tử không quan trọng, quan trọng là có năng lực, có xuất sắc, có đáng giữ lại hay không. Làm không được thì rời đi. Hắn trả lời như trước đây, vô tình, một lời đã định, Hỏa Yến nói ta dựa vào bản sự của mình để ở lại nơi này, vào cửu kỳ doanh cũng tốt, lập công cũng tốt, đảm bảo không cho đô đốc phải lo lắng. Tiêu giác bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc, hắn nhớn mày hỏi. Ngươi thật muốn vào cửu kỳ doanh? Đương nhiên. Được. Tiêu nhị công tử nhếch môi nói. Cho ngươi một tháng dưỡng thương, sau một tháng ngươi tập luyện võ hàng ngày như cửu kỳ doanh để ngươi rõ ràng hơn huấn luyện của cửu kỳ doanh gấp ba lần hiện tại của ngươi tiêu giác lòng dạ độc ác chịu được thì ở lại không chịu nổi thì lăn ra khỏi lương châu vệ hắn giống như cười khỏi lương châu vệ hắn giống như cười mà không cười nhìn chằm chằm hỏa yến ánh mắt sâu xa nhàn nhạt mang ý trào phúng hòa đại tiểu thư ngươi có thể kiên trì được bao lâu hỏa yến cười lại nghiến răng nghiến lợi còn nhiều thời gian ngài cứ chờ xem cuối cùng thu xếp ổn thỏa phòng ổn thỏa phòng hỏa yến phải về giường chung trước đó thu dọn đồ đạc tiện thể nhìn các huynh đệ khi đến bên ngoài giường chung còn chưa vào trong từ xa tiểu mạch dựa vào cửa ra vào phát hiện nàng hô lên a à, hoặc ca, à, người đã trở về hoác tiếng hô này khiến mọi người bên trong đều hô lên trong chốc lát mọi người từ trong nhà thò đầu ra những người gan lớn trước hết chen đến bên hỏa yến hỏi hắn hòa yến ngươi cùng tiêu đô đốc đồng thời trở về thế nào lần này đi có thu hoạch không lương châu thành có gì thú vị các ngươi đã làm gì đi 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 đừng chen chỗ này Hùng sơn đuổi bọn họ đi để cho hòa yến vào nhà ngươi trở về vừa vặn mọi người đều ở đây mới vừa còn nói sao ngươi chưa tới a à hòa ta thấy ngươi lần này đi gầy đi một chút không chịu thiệt chứ không hòa yến vừa nói một bước vào phòng phát hiện trong phòng rất náo nhiệt Vương Bá, Giang Giao, Hoàng Hùng đều ở đó. Giang Giao nói. Chúng ta nghe nói tiêu đô đốc đã trở về, đoán chừng ngươi sắp tới, liền ở đây chờ ngươi. Hỏa Yến ngồi xuống giường, cảm thán. Vẫn là về nhà tốt hơn. Giường ở tôn gia mềm mại thoải mái, nhưng nghĩ đến nơi đó chôn nhiều nữ hài tử, liền cảm thấy rùng rợn. Nơi này giường tuy cứng, chăn mỏng, nhưng lòng người thoải mái, ngủ an tâm. Lần này đi, quan hệ của ngươi với tiêu đô đốc có cải thiện không? hoàng hùng hỏi trước đó vì chuyện của hoàng hùng trong tiền phong doanh hòa yến oán tiêu giác rất nhiều lần này cùng tiêu giác đi lương châu thành hồng sơn bọn họ đều sợ hòa yến không nhịn được mà đánh nhau với tiêu giác trên đường tạm được hòa yến nói một cách hàm hồ vương bá cười khẩy cười trên nỗi đau của người khác nói nhìn bộ dạng hắn không tốt lắm nếu thật không sai sao lại tay không trở về cũng không mang ít đồ đam nói bên ngoài trình lý tố kéo ba chiếc dương hành lý đến đứng ở cửa hỏi hòa yến a à, hoặc ca à, ta có thể vào không vào đi trình lý tố vừa vào bị đầy người trong phòng làm giật mình nói náo nhiệt vậy ban đêm ngủ không ồn ào sao tiểu mạch tròn mắt ý gì vậy hòa yến cười chậm rãi nói lần này đi lương châu ta lập đại công đô đốc rất thưởng thức quyết định để ta đổi phòng với trình công tử trình công tử ở đây ta ở cạnh đô đốc để ngợi khen mọi người đều ngây người tiểu tử này nói thật sao? Vương bá hỏi Trình Lý Tố. Thật. Trình Lý Tố ra dáng chắp tay với những người khác. Ngày sau xin chư vị đại ca chiếu cố nhiều hơn. Trong phòng như nồi nước sôi, lập tức náo nhiệt, mọi người xôn xao hỏi hỏa yến. Ngươi đã lập công gì? Các ngươi ra ngoài làm việc lớn gì? Chỉ đổi phòng không có thưởng khác sao? Không cho ngươi vào tiên phong doanh. Hòa Yến, ngươi có muốn thăng quan không? Thăng quan có thể mang theo các huynh đệ không? Hỏa Yến bị vây quanh như tướng quân vừa thắng trận, trong khi đó, Trầm Hãn vừa mới biết toàn bộ việc tiêu giác lần này đi Lương Châu thành. Tôn Tường Phúc tại Lương Châu làm quan 8 năm, dân chúng lầm than. Trầm Hãn thở dài nói. Trong gì gắt nấy, kết quả như vậy là chính hắn đáng đời. Hắn tại Lương Châu mấy năm, nghe nhiều việc xấu của Tôn Tường Phúc và con trai, nhưng hắn không phải giám sát ngự sử, cũng không có tiêu giác thần thông quảng đại, chỉ có thể nhẫn nhịn bây giờ tiêu giác nhổ tận gốc tôn tường phúc và con trai lại để viên bảo trấn gặp khó khăn thực sự là đại khoái nhân tâm Đồ đốc lần này đi lương châu có phải đã dò nghe nội tình của hỏa yến trầm hãn do dự một chút rồi hỏi hắn không rõ hỏa yến và tiêu giác có quan hệ thế nào nếu nói tốt tiêu giác vẫn đề phòng hỏa yến nếu nói không tốt vừa đến trình lý tố phân phó nói hỏa yến sau này ở phòng trình lý tố đó không phải là sát bên tiêu giác sao nếu không có quan hệ thân mật, làm sao có thể đến mức này? Chẳng lẽ bọn họ tình cũ tái hiện, nhưng nhìn tiêu giác lại không giống, trầm hãn cô độc nhiều năm, trong chuyện tình cảm, thực sự không biết gì. Nhưng nghe nói tờ tình khó gấy, có lẽ đây là tình huống này. Xem như thế đi. Tiêu giác nói, nói đến, số quân tịch của Hòa Yến viết tình huống gia đình, nhưng không giả, thật có cha làm giáo ý cửa thành, anh em tương tự tuổi, chỉ là thiếu niên đó là nữ nhi, nói ra khó tin hắn tính là người một nhà sao trầm hãn cẩn thận hỏi tạm thời xem như người một nhà cũng không sao tiêu giác nhíu mắt nhưng không cần thông báo mọi chuyện trầm hãn trong lòng hiểu đại khái đáp thuộc hạ hiểu ta có chuyện muốn ngươi làm hắn nói hỏa yến khó khăn trả lời các huynh đệ khi về phòng thì đã là ban đêm tiêu giác không thích ồn ào ở nơi khá yên tĩnh hỏa yến vào phòng còn chưa quen đột nhiên từ mười mấy người trên trúc trong một gian giường trung biến thành phòng riêng làm người tưởng mình đang mơ trình lý tố là thiếu gia kỹ tính lúc gần đi vẫn không quên giúp hắn thắp hương trong phòng mùi hương thoang thoảng quanh quần tại chóp mũi làm cho người rất buông lỏng hỏa yến nằm thử trên giường như nằm trên một đám bông lập tức cảm giác buồn ngủ nàng nghĩ thật là xa hoa ngủ trên giường này mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao cũng chẳng lạ nàng nhìn thoáng qua cửa trung gian cửa trung gian bên ngoài che rèm châu, sốc lên rèm là cửa, phía sau cửa là phòng tiêu giác. Tiêu giác cũng để giám sát trình lý tố học hành hàng ngày, nhưng hiện tại cửa này lại đóng. Hỏa Yến thử nhẹ đẩy, không mở ra, chưa từ bỏ ý định đẩy mạnh, cửa vẫn bất động. Tiêu giác đã khoa cửa này từ bên kia, Hỏa Yến thầm nghĩ, nghiêm phòng tử thủ như thế, không biết còn tưởng hắn là nữ tử, còn nàng là đạo tặc ban đêm dò xét hương khuê. Tiêu nhỉ công tử thật không chịu nổi nửa điểm hạt cát trong mắt, có cần thiết đến vậy sao? Tâm tư tiêu nhỉ công tử, thực sự khó lường. Trong phòng bầy một thùng nước lớn, trong thùng gỗ là nước nóng, Hỏa Yến đi qua thử bằng ngón tay, nhiệt độ nước vừa vặn. Đây có lẽ là trầm hãn chuẩn bị, bọn họ hôm nay đi đường đầy bụi đất, nên tắm một cái. Cuối cùng không cần đi ngũ lục hà ngâm nước lạnh, Hỏa Yến rất hài lòng, đang muốn cởi quần áo, bỗng nghĩ đến điều gì, nhìn về phía cửa trung gian suýt nữa quên mất nơi này còn có một cửa, cửa trung gian có khóa cả hai bên, bên nào khóa lại thì đầu kia không thể mở ra, trừ khi cả hai bên cùng mở. Tiêu giáp đã khóa bên kia, hỏa yến cũng phải khóa bên mình, nếu không tắm đến nửa đường tiêu giáp đột nhiên muốn tới đây, chẳng phải sẽ thấy nàng không còn mảnh vải. Dù làm vậy, tiêu nhị công tử có thể thấy chướng mắt và bỏ đi. Hỏa yến khóa kỹ cửa trung gian, mới tắm rửa thay y phục, đợi thay xong y phục, nàng kéo thùng gỗ nước ra ngoài đổ đi cuối cùng trở lại phòng, ngồi lên giường. Trầm mộ tuyết đã đưa thuốc trị thương và băng bó tới, để trên bàn nhỏ cạnh giường, vì lần trước. Băng thanh ngọc khiết chỉ vì vị hôn thê. Mà nói, lúc này hỗ trợ bôi thuốc cũng không muốn làm. Hỏa Yến nhìn vào gương, mở băng ra, thay thuốc mới, chuẩn bị thay băng mới thì thấy bên cạnh có một hộp xanh ngọc nhỏ. Hộp tròn nhỏ, không bằng lòng bàn tay, suýt bị nàng bỏ qua, Hỏa Yến cầm lên xem, trên viết trừ sẻo sinh cơ. Hỏa Yến khẽ giật mình, một lát sau lắc đầu cười. Vẫn là cô nương da thận trọng, nhưng cái này cũng quá mức chu đáo, trầm mộ tuyết thật lương thiện, quan tâm cả một tên lính quèn. Chỉ là bình thường nam tử, bị thương thì bị thương, không phải tiểu quan trong quán người làm ăn, chỗ nào để ý những cái này. Hỏa Yến vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng khi nàng định trà hộp về, đột nhiên, hiện lên trước mắt là đêm ấy, nến đỏ rơi lệ, trương ấm phù dung, bàn tay ấm áp vuốt ve vết sẹo trên lưng nàng đột nhiên cứng lại nàng còn lo sợ làm sao nói dối qua mắt phu quân nam nhân trước mắt lại điềm nhiên thổi tắt ngọn nến tránh nói về vết sẹo hắn vẫn ôn nhu nàng lại xấu hổ vô cùng điều này còn đau hơn bất kỳ lời nói hay ánh mắt nào cao lạnh bôi lên miệng vết thương có chút đau cũng có chút ngứa nàng tự hỏi trong lòng người thật không thèm để ý sao không phải nàng để ý đến mạng dù một lần nữa cũng khó tiêu tan. Hỏa Yến quấn lại vải, đặt hộp xanh ngọc dưới gối, tắt đèn, nằm xuống giường. Trong phòng yên tĩnh và ấm áp, không có tiếng ngáy như sấm của các huynh đệ, cũng không có chân hoành trên người nàng giữa đêm, vốn nên nằm xuống ngủ, một giấc đến sáng, chẳng biết sao, nàng lại tâm loạn như ma, khó mà ngủ. Có lẽ, nàng vốn không nên nghĩ đến quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hỏa Yến dậy như thường lệ giờ Mão, nàng ở viện của Tiêu Giác, cách xa các tiểu binh khác cũng xa diễn võ trường, nên phải đi sớm. Khi đi lấy màn thầu và hướng diễn võ trường, gặp Trầm Hãn và Lương Bình cùng một số giáo đầu. Hỏa Yến chào hỏi bọn họ, Lương Bình nhìn nàng hăng hái, trong lòng chua xót hắn làm giáo đầu, còn không thăng nhanh bằng một tên lính quèn, nhìn xem, mới bao lâu đã có thể ở cạnh đô đốc. Chỉ là đi ra một chuyến, dùng gì mà đô đốc phải nhìn khác. Trầm Hãn kể chuyện tôn tường phúc và con trai, nhưng Hỏa Yến trong đó ra sức gì, lập công gì vẫn không biết được lương bình trong lòng thở dài hắn cũng muốn lập công muốn được đô đốc nhìn khác muốn ở sát bên đô đốc hòa yến ngươi tới vừa vặn ta có chuyện nói với ngươi trầm hãn vẫy tay gọi nàng hòa yến chạy tới trầm hãn nhìn nàng từ đầu đến chân đô đốc hôm qua có nói với ta rằng ngươi bị thương tạm thời không thể tham gia các buổi huấn luyện nặng những môn như cưỡi ngựa hay bắn cung ngươi có thể tạm ngừng trong mấy ngày tới khi chúng ta luyện tập Ngươi có thể tìm những bài tập nhẹ nhàng hơn phù hợp với ngươi." Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. "Tuy nhiên, không được lười biếng, mỗi ngày đều phải đến diễn võ trường, buổi sáng cũng không thể bỏ qua chạy bộ." "Minh Bạch," Hỏa Yến nói, nhưng trong lòng nghĩ, tiêu giác vẫn còn rất tốt bụng, vết thương của nàng mặc dù chỉ là ngoài da, nhưng lại ở vị trí lưng eo, nếu cứ huấn luyện nặng như trước, lặp đi lặp lại, rất khó mà lành lại. Kiếp trước nàng cũng vậy, vết thương cũ chưa lành đã phải mang binh ra trận vết thương mãi không lành, cơ thể đầy bệnh cũ, mặc dù sau này trở lại làm nữ nhi, không còn phơi gió phơi nắng như trước, nhưng đến mùa mưa hay rét lạnh mùa đông, vết thương lại đau nhức, khó mà thư giãn. Nhẫn nại không phải lúc nào cũng tốt, nếu có thể không phải gượng ép, tất nhiên là tốt nhất. Nàng cảm ơn trầm hãn rồi đi về phía diễn võ trường. Hôm nay luyện tập đao thuật, cũng có thể tạm được, Hòa Yến từ trước tại diễn võ trường đã từng luận bàn với Hoàng Hùng, mọi người đều biết nàng đao thuật siêu quần tính tình nàng lại tốt, ai hỏi thăm gì nàng luôn cười tươi và kiên nhẫn trả lời, thân thiết hơn cả những người huấn luyện viên khó tính. Vì vậy, các tiểu binh có gì thắc mắc, đều tìm nàng để trao đổi. Hỏa Yến đang bị một tên lính trẻ kéo ra chỉ dạy đao pháp, đột nhiên, có tiếng gọi giòn tan. Hòa đại ta, quay đầu nhìn lại, hóa ra là tống đào đào. Trong lương châu vệ, chỉ có trầm một viết là cô nương trẻ, được mọi người trong lương châu vệ phụng làm tiên tử, không ai dám khinh nhường bây giờ không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một cô nương nữa tuổi còn nhỏ hơn trầm mộ tuyết một chút mặc dù không thanh lệ thoát tục bằng trầm mộ tuyết nhưng lại đáng yêu hồn nhiên như những bông hoa nhỏ nở rộ ngày xuân lan tỏa hương thơm dịu dàng nàng búi tóc đôi xách váy chạy đến bên hỏa yến không để ý đến ánh mắt của các tiểu binh xung quanh chỉ thấy nàng hỏi hỏa yến hôm qua ta nghe trầm cô nương nói người bị thương không nhẹ khá hơn chút nào chưa hỏa yến tại lương châu vệ tống đào đào thường ở cùng trầm mộ tuyết không ai chú ý đến nàng xích ô và phi nô cũng không thể suốt ngày bảo vệ cô nương mà không làm việc chính vì vậy không ai để ý khi nào nàng chạy đến diễn võ trường mà lại nhìn thấy ngay hỏa yến hỏa yến cười nói cảm ơn tống cô nương đã lo lắng chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao có thể coi đó là vết thương nhỏ được tống đào đào kéo tay áo của nàng để ta đưa ngươi đến cho trầm cô nương xem lại không cần nói Hỏa Yến cũng cảm nhận được ánh mắt xanh mãnh của những người xung quanh, Lương Bình bên cạnh mặt mày tái xanh. Công khai kéo kéo thế này ra sao đây? Hắn, Lương Bình, sống gần 30 năm vẫn còn độc thân, Hỏa Yến ở đây như vậy làm sao ai dám nhìn? Nhưng vì Tống Nhị Tiểu Thư không thể trêu vào, hắn đành phải căm tức nhìn Hỏa Yến, ra hiệu cho nàng mau đẩy Tống đào đào ra. Hỏa Yến đang muốn mở miệng, lại nghe thấy tiếng gầm lên, Tống Nhị Tiểu Thư, người chạy đến đây làm gì? Nghe thấy giọng nói này, Hòa Yến liền đau đầu, Trình Lý Tố như người thấy mùi cá, lần theo Tống Đào Đào mà đến, thấy Tống Đào Đào nắm tay áo Hòa Yến, liền tách hai người ra, cả giận nói: "Ngươi đừng tiếp cận Hòa Đại ca của ta. Hòa Đại ca của ta đã có vị hôn thê." Tống Đào Đào đầu tiên kinh ngạc nhìn Hòa Yến, sau đó nhìn Trình Lý Tố đứng bên cạnh, dương dương đắc ý. Sau một lát trầm tư, nàng cười lạnh một tiếng: "Vị hôn thê thì sao? Đính hôn cũng có thể hủy." Ta vẫn là vị hôn thê của ngươi, có gì quan trọng sao?" Trình Lý Tố như bị sét đánh, lùi lại mấy bước. Mọi người xung quanh cũng đứng nghẹn họng nhìn, Hỏa Yến và Trình Lý Tố là kết bái huynh đệ, Tống Đào Đào là vị hôn thê của Trình Lý Tố, Hỏa Yến cũng có hôn ước. Tống Đào Đào lại đơn độc đối với Hỏa Yến có ánh mắt khác biệt, thật là một câu chuyện đầy bất ngờ và cảm động, khiến ai nghe cũng phải kinh ngạc. Nếu lúc này có cái hố nào, Hỏa Yến chắc chắn sẽ chui vào ngay mà không quay đầu lại nàng bất lực biện hộ, ta không phải, ta không có. chương 105, các tùy chọn. Diễn võ trường rối loạn vì sự xuất hiện của Tống Đào Đào và Trình Lý Tố. Hỏa Yến đau đầu nhìn Lương Bình, phải nói hết lời mới khuyên được Tống Đào Đào và Trình Lý Tố rời đi. Dù họ đã đi, nhưng để lại Hỏa Yến một mình đối diện với ánh mắt của mọi người. Hồng Sơn chạm nhẹ vào cánh tay Hỏa Yến, hỏi nhỏ. Đó là vị hôn thê của Trình Tiểu Công Tử. Hỏa Yến gật đầu. Hồng Sơn nhìn Hòa Yến với ánh mắt phức tạp nhưng đầy khâm phục, nói: "A à, Hòa, là ta đã xem thường ngươi." Hòa Yến nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, nhưng rõ ràng không chỉ có Hồng Sơn nghĩ như vậy." Khi buổi tập luyện kết thúc, các tiểu binh liền vây quanh Hòa Yến, lao nhau hỏi về mối quan hệ của nàng với Tống Đào Đào. Có người còn trâm trọng. Vậy thì sớm chúc mừng Hòa Công Tử. Nhìn không lâu nữa, Lương Châu về sẽ có thêm một rể hiền từ nhà Tống đại nhân hòa công tử định khi nào mời chúng ta ăn kẹo mừng đây hỏa yến đừng nói bậy danh dự của cô nương không phải để các ngươi đem ra chọc ghẹo vậy thì có gì đâu người kia không để ý đáp ta thấy tống nhị tiểu thư rất hài lòng với ngươi giang dao đi ngang qua liếc nhìn hỏa yến với ánh mắt sắc như dao như muốn khoét ra một miếng thịt trên người nàng hừ lạnh rồi phẩy tay áo bỏ đi hỏa yến sững sờ vô thức hỏi giang huynh sao lại thế này ta đâu có trêu chọc hắn Giang Giao trước nay kiêu ngạo nhưng tính tình tốt, dù lớn tuổi hơn Hỏa Yến, nhưng mỗi khi cùng nàng bàn luận thương thuật, đều rất khiêm tốn. Hiếm khi nào hắn lại tỏ ra khó chịu với Hỏa Yến như vậy. Vương Bá khinh bị nói. Ngươi cắm sừng huynh đệ mình, làm nhục ai đây? Giang Huynh có thể tỏ ra vui vẻ với ngươi sao? Suy nghĩ thêm chút đi. Hỏa Yến im lặng, Giang Giao từng bị vị hôn thê bỏ trốn cùng người khác rồi tự tử, nên cực kiên, và Hỏa Yến trở thành kẻ đoạt nhân thê trong mắt hắn ta cắm sừng ai chứ? Hỏa Yến đột nhiên kịp phản ứng, ta đâu có làm chuyện đó. Nàng chưa kịp nói hết câu, từ phía khác có người gọi tên nàng. Hòa Yến, Tiểu Hòa. Giáo đầu gọi ta, Hòa Yến nói, ta đi trước. Người gọi Hòa Yến là Mã Đại Mai, một trong ba giáo đầu đã từng tỷ thí kỵ xả với nàng trước đó. Lão nhân này thân thiện vẫy tay gọi nàng. Tiểu Hòa, nghe nói lần này ngươi cùng đô đốc đi Lương Châu Thành, bị thương phải không? chỉ là chút thương nhỏ thôi hỏa yến cười đáp không thể miễn cưỡng ngươi còn trẻ để lại mầm bệnh sẽ không tốt mã đại mai nhiệt tình nói ngươi đi ăn cơm trước sau khi ăn xong hãy đến tìm ta hỏa yến hỏi giáo đầu có chuyện gì vậy đương nhiên là chuyện tốt mã đại mai nói với vẻ thần bí đến lúc đó ngươi sẽ biết không thể nghĩ ra chuyện gì hỏa yến đi ăn cơm trước trầm hãn ra lệnh cho tiểu binh biết hỏa yến đang bị thương nên cho thêm một cái bánh bao hỏa yến ăn xong tại chỗ rồi theo lời mã đại mai đến diễn võ trường luyện binh thời tiết dần lạnh cuối mùa thu trời nhanh tối khi đến diễn võ trường hỏa yến thấy có mười mấy người đã đứng sẵn đều là giáo đầu của lương châu vệ mã đại mai vẫy tay gọi ai tiểu hòa ở đây hỏa yến bước tới thấy đỗ mậu và lương bình cũng có mặt lương bình kinh ngạc hỏi ngươi sao lại gọi hắn lên đây ta nghe tổng giáo đầu nói tiểu hòa bị thương dẫn hắn cùng đi cũng tốt lương bình ngươi đừng nhỏ mọn như vậy mã đại mai thì thầm với lương bình ta thấy tổng giáo đầu chiếu cố tiểu tử này rất kỹ không chừng hắn còn thăng tiến nhanh hơn chúng ta tốt nhất là quan hệ tốt với hắn sau này không có gì xấu đâu lương bình nhìn lão nhân cười khôn khéo bực tức nói ngươi coi ta là ai chứ ta ta cũng không cần phải làm hắn vui lòng ngươi không cần ta sẽ mã đại mai bỏ qua lương bình đến ôm vai Hỏa Yến, cười tùm tỉm nói. Thiếu niên lang, đi thôi. Đi, Hỏa Yến ngạc nhiên hỏi, đi đâu? Nhiều giáo đầu như vậy muốn làm gì? Dù có là huấn luyện ban đêm, số người cũng không đủ. Chẳng lẽ họ định cõng tiêu giáp đi uống rượu? Trước đây, khi ở phủ Việt quân, phó tổng binh tham tướng cũng thường cõng nàng đi uống rượu. Nhưng mang theo nàng, một lính quèn, Hỏa Yến cũng có chút bối rối. Đừng hỏi. Mã Đại Mai lại nở nụ cười thần bí đến nơi sẽ biết hỏa yến không hiểu rõ nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của đối phương nghĩ rằng hoặc sẽ có trò vui hoặc sẽ uống rượu nàng không từ chối kết giao với các giáo đầu này biết đâu sau này tiêu giác suy xét cho nàng vào cửu kỳ doanh sẽ có thêm lợi ích được nàng cười đồng ý đoàn người không cưỡi ngựa đi lên núi bạch nguyệt sơn con đường này không phải là đường đã đi trong trận tranh cờ trước đó mà là một lối nhỏ các giáo đầu tràn đầy phấn khởi suốt đường thảo luận về việc huấn luyện tân binh gần đây về những tân binh xuất sắc và việc chuẩn bị cùi lửa cho mùa đông sắp tới ở lương châu hỏa yến lặng lẽ đi theo nghe có người nói đỗ giáo đầu thân thích của ngươi là lôi hậu gần đây rất uy phong ở tiên phong doanh nghe thấy cái tên này tai của hỏa yến lập tức dựng lên ngày hôm đó sau trận tranh cờ tiêu giác chọn lôi hậu vào tiên phong doanh ngoài ra còn có những tân binh xuất sắc ở bạch nguyệt sơn và các nhân mã của lương châu vệ trước đó tổng cộng ngàn người dù bất mãn hỏa yến vẫn cùng tiêu giác đi vào thành lương châu khi trở về biết được việc huấn luyện tại tiên phong doanh đã bắt đầu tuy nhiên điều khiến nàng kỳ quái là việc huấn luyện các tân binh tại tiên phong doanh vẫn là tập kích công kích như trước đây chứ không phải gấp ba lượng huấn luyện như tiêu giác đã nói hỏa yến nảy sinh một suy đoán trong lòng có lẽ việc chọn lựa tân binh vào cửu kỳ doanh và tiên phong doanh là hai chuyện khác nhau. Nhưng việc này nàng không thể trực tiếp hỏi tiêu giác, vì vậy chỉ có thể tiếp tục chú ý đến tình hình bên kia. Không dám nhận, không dám nhận. Đỗ Mậu nghe người ta tán dương thân thích của mình, có chút đắc ý. Năm đó khi ta gặp hắn, tiểu tử này vừa mới biết đi, ôm đao của ta không buông tay. Bây giờ đã lớn như vậy, giống phong thái của ta năm đó, ha ha. Ngươi còn cần thể diện không? lương bình liếc mắt như thể mọi người chưa từng thấy bộ dáng của ngươi năm đó ai lời ấy sai rồi một giáo đầu khác nói bây giờ lôi hậu vào tiên phong doanh lại xuất sắc như thế tiền đồ vô lượng ta thấy sau này kiếm công huân không phải chuyện đùa lão đỗ nhà ta mặc dù không được nhưng cháu hắn thì không kém đi mà ngươi đỗ mậu cười mắng có lẽ anh mắt hỏa yến nhìn về phía đầu kia quá rõ ràng mã đại mai đi bên cạnh nàng chú ý tới tưởng rằng nàng không cam lòng vì chưa được vào tiên phong doanh, lên tiếng. Thiếu niên lang, đường còn dài, ngươi dù chưa vào tiên phong doanh, sau này chưa chắc kém lôi hậu. Hãy nhìn xa hơn, đừng câu nệ ở trước mắt. Hỏa Yến quay đầu, định nói gì đó, lão đầu vỗ vai nàng, nói. Ngươi xem, đến rồi. Nơi này cách sườn núi một đoạn, cát trắng chốc xanh, ánh trăng như tuyết, rừng cây thấp thoáng, có hơi nước ấm bốc lên, phảng phất như tranh thủy mặc, như đặt mình vào trong tranh thế nào mã đại mai cười ha ha ta không lừa ngươi chứ ở đây có suối nước nóng hỏa yến lẩm bẩm lương bình liếc nhìn nàng nói nhẹ nếu không phải ngươi bị thương ta đã không đưa ngươi đến đây đợi đã hỏa yến cẩn thận hỏi các ngươi dẫn ta đến đây không phải để ta tắm suối nước nóng sao tất nhiên bên cạnh một người trông có vẻ nhã nhận nghe vậy nho nhã ngâm một bài thơ một nhành liễu mang tình, nước ấm đầy cảm xúc, sớm tối tắm mát, hơi nóng làm khỏe thân. Tâm hồn nhẹ nhàng, bệnh tật tiêu tan, không mong chim trời, chỉ cần người suối ấm. Nước ấm chữa bệnh, đây là một thứ tốt, đúng vậy. Mã Đại Mai nói. Người đã bị thương, ngâm một chút sẽ có lợi cho ngươi. Hỏa Yến lùi lại một bước, ngượng ngùng nói, không. Ta không mang quần áo sạch, thôi bỏ đi. Không sao, ta mang thêm một bộ, có thể cho ngươi mặc đỗ mậu nói giặt rồi không bẩn đâu ta sợ nước hỏa yến lùi thêm cái ao này đứng lên chỉ đến ngực có gì mà sợ lương bình không kiên nhẫn ta ta hỏa yến cố gắng tìm lý do hợp lý đột nhiên đụng phải ai đó quay lại nhìn đúng là tiêu giác chàng trai trẻ mặc bộ đồ xanh đậm dưới ánh trăng tóc đen như mực cài ngọc trâm thanh tú tuấn mỹ vô cùng nhìn về phía nàng với đôi mày nhướng lên hắn vốn đã xuất sắc đứng giữa cảnh ưu tính vạt áo như tuyết tinh khôi không nhiễm bụi trần hỏa yến đô đốc đô đốc đỗ mậu và những người khác gọi đô đốc cũng tới tắm suối nước nóng cùng hỏa yến ngạc nhiên tiêu giác lại tắm suối nước nóng cùng với những người này thật khó tưởng tượng tiêu giác kéo nàng sang một bên đưa tay phủ chỗ vừa bị nàng đụng vào trông rất ghét bỏ hỏa yến chỉ nghe mã đại mai giải thích nơi này có hai suối nước nóng không xa nhau, một chỗ nhỏ hơn, thường ngày đô đốc dùng. Chỗ này lớn, chỉ chúng ta ngâm. Đô đốc đã ngâm xong rồi. Đỗ mậu hỏi. Tiêu giác gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì ta qua bên kia ngâm. Hỏa Yến vội vàng nói, vừa dứt lời, liền thấy các giáo đầu xung quanh đều nhìn về phía nàng. Ta, ta ý là, dù sao đô đốc đã ngâm xong, chỗ suối nước nóng nhỏ kia để ta ngâm cũng được. Dù sao để không cũng là lãng phí mà lương bình tiêu giác bình tĩnh nói Dạ già dạ, già dạ. lương bình nói hòa yến suối nước nóng của đô đốc ngươi có thể đụng vào sao mau tới đây lần này ngươi không sợ nước không sợ một mình ở trong đó chết đuối không ai biết sao nhớ lại lúc đầu câu chuyện hòa yến quay lưng về phía các giáo đầu hướng tiêu giác nói khẽ ngươi nói gì đi chứ tiêu giác khoanh tay nhìn làng bình thản chậm rãi nói ta đã nói rồi Ta sẽ không giúp người che giấu. Nhưng ta không biết bọn họ sẽ dẫn ta tới suối nước nóng. Hỏa Yến tức giận, nếu tiếp tục thế này, ta chỉ còn cách đánh nhau với họ để thoát thân. À, tiêu giác gật đầu hứng thú. Vậy ngươi cứ đánh đi. Hắn xoay người muốn đi, Hỏa Yến cắn răng nói, ngươi không sợ ta tiết lộ chuyện nốt ruồi son trên hông ngươi sao. Nói xong, nàng cảm thấy lời này vô dụng, tiêu giác vốn không bị lời này uy hiếp. Quả nhiên hắn chỉ cười tùy ngươi tiêu giác chàng trai trẻ có khuôn mặt đẹp khí chất hào hùng mắt như nước thu có chút lãnh đạm cười nhạt lời nói không có chút ôn nhu mang theo sự trêu tức lạnh lùng lừa đảo hắn nói ngươi muốn bị phát hiện làm thế nào bây giờ nói xong hắn không để ý đến hỏa yến nữa quay người rời đi tiêu hỏa yến chưa kịp nói hết đã bị người nắm lấy cánh tay là lương bình không thể chịu nổi tức giận nói. Ngươi lề mề cái gì? Ta nói ngươi, tiểu tử này, đừng được voi đòi tiên, mang ngươi đến tắm suối nước nóng cũng tốt rồi, trong vệ sở mấy vạn tân binh chỉ mang ngươi, ngươi còn muốn đi ngâm bên đô đốc, lá gan ngươi cũng quá lớn. Hỏa yến dãy ra, cười nói, thật ra ta không muốn ngâm. Một người khác lại nắm lấy vai nàng, nói với những người khác. Người này nhìn cũng thanh tú, sao lại lôi thôi thế, gặp chút nước đã như mất mạng. Ta mã đại mai cười ha hả nhìn nàng thiếu niên người chưa ngâm qua suối nước nóng đúng không không cần sợ ngâm một chút rồi sẽ biết lợi ích của nó hỏa yến nghĩ tiếp tục như vậy không ổn chỉ có cách đánh nhau với họ rồi chạy trốn sau này tùy ý bịa lý do nàng đang định ra tay thì đột nhiên có người lẻn đến sau lưng đá một cú cú đá này không nặng lắm nhưng vì hỏa yến đang bị lương bình và đỗ mậu lôi kéo cơ thể mất cân bằng nên bị đạp vào suối nước Phù phù. Một tiếng, mọi người trên bờ và trong nước đều cười lớn. Ai? Người đá nàng đứng ở mép nước, cười vui vẻ. Tiểu huynh đệ, giúp ngươi một chút, không cần cảm ơn ta. Hỏa yến ngoi đầu lên từ nước, lắc đầu cho giọt nước rơi, trong lòng chửi thầm, ai cần cảm ơn hắn. Những người còn lại thấy hỏa yến xuống nước, liền nhao nhao cởi y phục xuống nước, thật thẳng thắn, hỏa yến hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy toàn thịt trắng bóng trong suối nước nóng giữa núi, ấm áp nhẹ nhàng, đắp lên người rất dễ chịu, nhưng lúc này Hỏa Yến không quan tâm đến việc tận hưởng. Nàng sợ nước, mặc dù suối nước không sâu, lòng nàng cũng bối rối, ra vào khó khăn. Dù sương mù bốc hơi, cơ thể không ngâm nước, tạm thời sẽ không bị phát hiện là nữ, nhưng nếu nước chảy, y phục dán vào cơ thể, chỉ cần không mù sẽ nhìn ra. Huống chi những hán tử này nghịch nước vui vẻ, ai biết chút nữa có thể. Tốt bụng. Đến mức làm cục diện thêm khó thu dọn, càng sợ gì càng gặp đó, nàng rời xa đám người, một mình ngâm, liền bị chú ý tới. Người đá nàng nói: "Này, sao ngươi không cởi quần áo, mặc quần áo ngâm không khó chịu sao?" "Không cần." Hỏa Yến miễn cưỡng cười, "Ta thích mặc y phục ngâm." Điều này thật khác thường, các giáo đầu nhìn nhau, có người cười. "Hắc hắc nói, người này không phải xấu hổ sao?" Một câu kích thích ngàn cơn sóng lần này các giáo đầu liền lên tiếng không thể nào ta thấy thường ngày hắn cũng không phải là người e thẹn tôi thấy có khả năng thằng nhóc này sinh ra giống như cô nương không chừng trong thầm lặng cũng giống vậy khó mà làm được con trai của lương châu vệ có thể nào lại nhăn nhó như vậy không như hôm nay gọi chúng ta đến dạy dỗ một phen kết thúc trách nhiệm của giáo đầu nói đi vài người liền tiến về phía hòa yến hòa yến kinh ngạc nói các ngươi muốn làm gì đương nhiên là huấn luyện tân binh đỗ mậu cười nói sau này khi tham gia trận chiến nếu phải đi đường thủy ngươi không quen sống chung chẳng phải làm hỏng đại sự của chúng ta sao đi đường thủy cần phải như vậy sao hòa yến liền quay người và bơi nàng không bơi thì thôi vừa bơi đã cảm thấy thú vị còn lại các giáo đầu nhao nhao tới trong trước mắt hòa yến cảm thấy mình như cây cầu bị chặn từ bốn phía trong suối nước nóng chỉ một thoáng đã trở nên náo nhiệt nếu đổi nơi trốn và tình huống hình ảnh này có thể rất hài hòa bình thường nghiêm túc các giáo đầu cười tâu toét rõ ràng là coi nàng như người nhà để trêu chọc nhưng trong tình cảnh này hòa yến thật sự không cười nổi nàng vừa tránh né động tác của những người này vừa thầm oán trong lòng những người này là ai giáo đầu của lương châu vệ chẳng lẽ có bệnh bây giờ bộ dạng như thế này muốn tránh đi triệt để chỉ có cách đánh ngất xỉu toàn bộ bọn họ nếu trên bờ còn tốt dưới nước thì thực sự khó khăn hơn nữa người đông thế mạnh nàng không có chỗ nào để tránh nàng ra sức bơi lên không biết rằng trong đám giáo đầu này có một người từ nhỏ lớn lên ở mép nước quen thuộc thủy tính đã lặng lẽ bơi đến trước mặt nàng từ đáy nước hòa yến chỉ lo nhìn phía sau đâu thấy được phía trước bất ngờ bị một bàn tay dưới nước nắm lấy cánh tay không kịp tránh giáo đầu đó như cướp được bóng trong trò chơi còn hô hào và kêu to ta bắt được rồi mọi người mau tới mau tới nhanh tới làm gì hòa yến kinh hãi nhưng dưới nước sức lực vốn đã không thể sử dụng được nhất thời không cách nào tránh thoát thấy đỗ mậu cùng đoàn người càng bơi càng gần rất có thể lột quần áo nàng ngay tại chỗ khiến nàng toát mồ hôi lạnh nàng không thể để bị phát hiện thân phận ở đây trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên bàn tay nắm chặt cánh tay nàng buông lỏng giáo đầu đó kêu to ai nha một vật giống như viên đá bay sát mặt nước nhanh chóng chìm xuống cùng lúc đó hòa yến bị kéo từ dưới nước bay lên rơi vào bờ một chiếc áo tràng bao bọc chặt chẽ từ cổ xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đám người không kịp phản ứng, đợi đứng lại, Hòa Yến nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc nói, đồ đốc. Lại là tiêu giác quay lại, hắn kéo Hòa Yến ra khỏi nước, rồi bọc nàng lại như một kén tầm, trừ Hòa Yến, không ai biết tại sao. Các giáo đầu nhìn hắn ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau. Các người đang làm gì? Lúc này, từ trong rừng sâu vang lên tiếng nói, trầm hãn đi tới, tay sách theo y phục dự định tắm suối nước nóng không ngờ gặp cảnh này nhìn thấy hòa yến đứng bên tiêu giác với tóc ướt đẫm các giáo đầu còn lại trốn trong nước ngây ra như phỗng trong lòng có dự cảm không tốt lương bình nói chúng ta đang tắm suối nước nóng trầm hãn lo lắng hòa yến ngươi cũng hòa yến đúng vậy trầm hãn lập tức hoảng hốt dù nam tử với nam tử không giống như nam tử với nữ tử nhưng trầm hãn biết rằng người tham muốn giữ chuyện này chính hắn đến thanh đao tốt cũng không dám cho người ta nhìn, sợ người nhớ thương. Hỏa Yến, giờ cùng tiêu giác quan hệ không rõ ràng, lại bị người nhìn thấy ở đây, tiêu giác sao có thể vui. Xảy ra chuyện lớn rồi, các giáo đầu tụ lại thành một đoàn, biết rằng tiêu giác người này tính lãnh thích sạch sẽ, không dám trần chuồng đứng lên, nhau nhau chỉ lộ đầu ra trên mặt nước, đồng loạt nhìn chằm chằm hỏa Yến và tiêu giác, muốn hỏi nhưng không dám, hoang mang hiện rõ như một đàn vịt chờ lấy đầu vào uy hỏa yến nghĩ tới đây không nhịn được cười tiêu giác liếc nàng nhướng mày nói ngươi còn cười được hỏa yến lập tức im lặng các giáo đầu không dám nói lời nào tình huống hết sức khó xử trầm hãn tổng giáo đầu cũng không thể đứng đó không nói gì trần trừ hồi lâu hắn mới hỏi đô đốc ngài muốn đưa hỏa yến về hỏi nàng a à... hỏa yến vội nói ta mới ngâm rất tốt đã đủ ta muốn trở về cùng đô đốc về chung. À, vậy thì tốt, tốt lắm. Trầm hãn không biết nói gì, liếc nhìn áo choàng trên người hòa yến là của tiêu giác, càng hoảng loạn không biết nhìn vào đâu, cúi đầu nhìn dày mình, lúng túng nói đô đốc cùng hòa yến về sớm nghỉ ngơi. Trên núi ban đêm gió mát, mặc dù không rõ vì sao trầm hãn đột nhiên hoảng hốt như vậy, hòa yến vẫn rất cảm kích hắn lúc này cho một lối thoát, liền cười nói, như thế, vậy chúng ta không ở lại lâu. Nói rồi, nàng quay người muốn đi, đi hai bước, thấy tiêu giác không động, ngẩn người, chưa kịp mở miệng, đã nghe tiêu giác nói. Hắn nói, sau này tắm suối nước nóng, đừng mang hắn theo. Trầm hãn trong lòng, cờ rốt, một lần, đầy trong đầu là, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lúc này, lại có người không biết điều, vị giáo đầu từng chui vào đáy nước, thủy tính rất tốt, đội cái đầu ướt sũng lên, cả gan hỏi. Vì, vì sao a à? Hắn không phải bị thương ngâm tắm suối nước nóng không phải càng tốt sao hòa yến thầm nghĩ huynh đệ ta thật sự cảm ơn ngươi các ngươi không biết tiêu giác nhìn về phía đám người thân hình cao lớn yêu nhã cong môi ánh mắt trào phúng vị tân binh này trước khi nhập danh đã bị kiểm tra hắn phun ra bốn chữ từng chữ đều làm hòa yến choáng váng thân có ẩn tật thân thân có ẩn tật vị giáo đầu hỏi câu kia không chú ý bị sặc nước ho khan kịch liệt bầu không khí càng cứng ngắc hơn trước càng khiến người ta khó chịu là ánh mắt của các giáo đầu nhìn hỏa yến đồng tình kinh ngạc tiếc nuối trộn lẫn có người thậm chí còn nhìn xuống phía dưới của hỏa yến hỏa yến mặc dù lúc ấy nàng bịa lý do nhưng chỉ có một người biết lúc xuất phát đại phu chọn duyệt cũng không đi theo nên không ai biết lần này thì hay rồi sau này nàng biết sống chung với các giáo đầu này thế nào tiêu giác này là cố ý tìm phiền toái cho nàng chẳng lẽ nhìn nàng lâm vào quẫn cảnh hắn rất vui vẻ. Đó là cái gì niềm vui thú, Thì thật ta không nghiêm trọng như vậy. nàng bất lực biện minh cho mình, chỉ là lời của tiêu đô đốc, mọi người tin tưởng không nghi ngờ, duy nhất không tin là trầm hãn. Trầm tưởng không nghi ngờ, duy nhất không tin là trầm hãn. Trầm hãn cho rằng, tiêu giác nói dối để bảo vệ hỏa yến không bị trêu chọc. Không sao, Lương Bình Vốn đã có chút cảm giác chua sót với hỏa yến, lần này thật sự không còn chút nào, đã như vậy còn có thể so đo gì? Hắn thậm chí còn nhiệt tình nói. Cũng không phải là thói xấu lớn, có thể từ từ điều dưỡng, ta biết một vị đại phu, chuyên trị cái này. Sau này biết đâu còn có thể cứu vãn. Hỏa Yến không biết nói gì, chỉ thốt lên, đa tạ giáo đầu, hẹn gặp lại, rồi chạy trôi chết. Tiêu giác nói, các ngươi tiếp tục, rồi không nhanh không chậm đi theo. Trầm hãn đứng cạnh suối nước nóng ngẩn người, đám người chờ mãi không thấy bóng dáng tiêu giác và hỏa yến, mới dám nghị luận. Đỗ Mậu bơi từ cạnh suối nước nóng đến gần chân trầm hãn, ngửa đầu hỏi. Tổng giáo đầu, ngươi có phải đã sớm biết, ta nói rồi, sao ngươi đối với thằng nhóc này đặc biệt tốt, hóa ra có nguyên nhân. Chật chật, tuổi còn trẻ mà bị loại bệnh này, còn có thể trị không, chị cái quái. Trầm hãn giận không chỗ phát tiết, đá một cú đạp hắn xuống nước. Ta thấy các ngươi là chán sống, trước chỉ đầu óc mình đi. Suối nước nóng đã ở sau lưng, trong rừng rậm. Hỏa Yến đi theo tiêu giác, hướng về vệ sở. Người bên cạnh bước chân không nhanh không chậm, vừa đủ để nàng theo kịp, Hỏa Yến nghiến răng thốt ra hai chữ đa tạ. Ngươi thoạt nhìn cực kỳ không tình nguyện. Hắn nhếch môi cười. Không phục thì có thể quay lại. Mượn người không thể không biết ơn, áo choàng trên người nàng vẫn là của tiêu giác, hơn nữa nếu không phải tiêu giác ra tay, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ đến đây, phàn nàn cũng mất đi, nàng nói, chuyện này, ta chân thành cảm ơn đô đốc. Tiêu giác khẽ nói. Nịnh nọt. Người này thật là, nói xấu không nghe được, lời hữu ích cũng không nghe. Hỏa Yến bước chân hơi ngừng lại, dương nắm đấm về phía lưng hắn. Lừa đảo, hắn nói sau một lúc. Người không biết dưới mặt trăng có bóng dáng sao. Hỏa Yến dừng lại, vô ý thức cúi đầu nhìn, dưới ánh trăng, bóng dáng dương nanh múa vuốt của nàng rơi vào sau lưng tiêu giác, giống như một vở hài kịch bóng đèn chiếu. Ta vừa thấy có con mũi, đuổi giúp ngươi. Nàng mặt không đổi sắc nói dối, không cần cảm tạ. Tiêu giác nghe vậy, cười một tiếng, tiếp tục đi. Đêm dài vô tận, lưng hắn phong lưu lười biếng, như mộng xuân phù sinh. Hỏa Yến thấy tâm trạng hắn không tệ, tiếp tục ta chỉ không hiểu, người đã quyết định giúp ta, sao lại chờ đến cuối cùng mới ra tay. Nếu ngay từ đầu khi nàng vừa đến suối nước nóng, tiêu giác đã giải vây cho nàng, hắn không cần lãng phí cái áo tròn này, nàng cũng không phải ướt súng. Dạy cho ngươi một bài học. Cái gì? Tiêu Giác bước chân hơi ngừng lại. Mã Đại Mai bảo ngươi đi, ngươi liền đi, cũng không hỏi đi làm gì. đưa mình vào tình cảnh này, hòa Đại tiểu thư, ngươi ngu xuẩn hay là tự phụ? Lời này dạy đúng, nhưng Hoa Yến vẫn không hiểu. khi ta thấy suối nước nóng đã biết rồi, cũng không cần để ta chịu khổ vậy a. À. Chỉ khi bị buộc đến tuyệt vọng, mới có thể thật sự hiểu giáo huấn là gì. Hắn nhạt nói. Người khác không thể tin tưởng hoàn toàn, khi đến tuyệt cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì vậy, hãy cố gắng không để bản thân rơi vào hiểm cảnh. Hòa Yến, lời tuy không sai, nhưng Hòa Yến cảm thấy, bài học này có phần quá mạnh mẽ, nàng nhỏ giọng lầm bầm, ai dạy người kiểu này, không biết tiêu giác có nghe thấy hay không. Nhưng nghe thấy hay không cũng không quan trọng, hắn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.